Vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh này, cái bài kinh Phước Lành này, để cho mọi người hiểu đúng cái sự thật về những cái điều an vui và những cái nỗi khổ đau ở trong cuộc sống này. Những cái điều đấy đều là do thân khẩu ý của chúng sinh tạo tác ra, tức là cái sự tạo nghiệp ra. Thì cái việc tốt đẹp là do mình tạo ra và mình phải chịu cái quả báo, mình được hưởng cái quả báo của những cái điều tốt đẹp. Còn những cái điều mà khổ đau là do mình tạo tác ra và mình chịu cái quả báo của những cái điều khổ đau. Nên đó là cái ý nghĩa của bài kinh Phước này. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy là bỏ và tránh việc ác, kiêng cự các chất say, nỗ lực trong thiện nghiệp là phước lành cao thượng. Thì thế nào là việc ác? Ở trên đời này không phải là ai cũng biết phân biệt được thiện và ác. Có những cái điều mà người này cho là thiện nhưng người kia thì cho là ác. Có những cái điều mà người ta làm việc ác nhưng mà người ta lại coi đây không phải là việc ác. Mà người ta lại, thậm chí người ta làm việc ác nhưng mà người ta lại nghĩ rằng đây là việc này. Vậy thì ai là cái người quy định cho việc nào là việc ác, còn việc nào không phải là việc ác? Như là pháp luật thế gian thì coi cái việc giết người là việc ác. Ai giết người thì sẽ phải chịu hình phạt, bị tù tội hay là bị những cái mức án, những cái năm tháng tù đầy hoặc là bị xử bắn. Nhưng mà sát sinh mà giết những cái sinh vật khác thì không có thuộc về tội lỗi. Vậy có nghĩa là không có coi cái việc sát hại những cái sinh linh khác là tội lỗi, hay là trộm lấy trộm là một cái việc ác, là một cái việc bất thiện. Nhưng mà bây giờ lấy trộm của người người này lấy trộm của người kia thì là có tội. Nhưng mà có những, nhưng mà bây giờ mình lấy trộm những cái nó không thuộc về của người thì còn phải có tội không? Bây giờ mình lấy trộm trứng của chim thì có tội không? Lấy trộm mật nên trên cây phá tổ ong lấy mật thì có lấy trộm không? Thế là mình không phải lấy trộm mà là cướp. Nhưng mà ở thế gian thì cho rằng đấy là điều tốt. Vậy thì cái gì thuộc là về tội, cái thế nào là tội, thế nào là việc ác, và bỏ và tránh việc ác. Về những cái việc ác thôi, như là Đức Phật giữ những giới sát sinh thì tất cả những cái gì nó có sinh mạng, mình giết bất cứ một cái con vật gì nhỏ bé nhất cũng là tội ác. Mình lấy trộm bất cứ một của một chúng sinh nào cũng là tội ác. Mình tà dâm dưới bất cứ hình thức nào cũng là tội ác. Mình nói dối mà có cái tác hại cho bất cứ một chúng sinh nào cũng là tội ác. Uống rượu để cho nó say sưa là một tội ác. Và rất nhiều những tội ác, làm những nghề nghiệp bất thiện, mình có thể trực tiếp làm việc tội ác hay là gián tiếp làm cái việc ác. Như là làm những cái nghề nghiệp bất thiện, chế tạo buôn bán vũ khí chất say. Nhưng là bây giờ có cái người mình nấu rượu có phải tội ác không? Mình không uống rượu nhưng mà mình chỉ nấu rượu thôi, có ác không? Mình không có đầu độc ai nhưng bây giờ mình chế tạo thuốc độc thì có phải là tội ác không? Mình không chế tạo thuốc độc nhưng mình chỉ đi buôn bán thôi. Nhưng mình không sát sinh nhưng mà bây giờ mình chỉ chế tạo ra vũ khí, những công cụ sát sinh thôi, thì có tội ác không? Ác hay không? Thì cái lúc mình rèn luyện những cái chất đấy thì mình phải nghĩ là bỏ cái này nó sắc bén, nhắm đâm một cái là nó chết ngay. Nên thì cái lúc đấy cái tâm có ác không? Thì nó ác, nó ở trong cái tâm của mình. Thì tất cả những cái nghề nghiệp đôi khi nó là những cái tội ác, bỏ và tránh. Vậy thì những cái việc ác, những việc ác thì mình phải bỏ việc ác, phải tránh việc ác. Thì bỏ việc ác là làm sao, còn tránh việc ác là làm sao? Bỏ, những người nào mình đang làm việc ác thì phải bỏ. Ví dụ mình đang làm cái việc đấy, mình đang làm cái nghề đấy, mình đang hàng ngày mình đang tạo những cái điều tội lỗi đấy thì bỏ. Nhưng mà có những người bảo tôi chưa, từ bé giờ sinh ra tôi chưa từng làm cái việc này hết. Thế thì mình cần phải làm gì?
cái người mà chưa từng làm nhưng mà cũng không có nghĩa là mình sẽ không làm. Vậy vậy cần phải có sự đề phòng, gọi là phòng tránh. Nếu mình chưa từng sát sinh thì giờ phải phòng tránh, đừng để sát sinh. Mình đã từng lấy trộm cắp thì bây giờ từ bỏ, còn nếu mình chưa từng trộm cắp thì mình phải đề phòng và tránh xa. Tà dâm và nói dối, uống rượu và làm những nghề nghiệp bất thiện cũng thế. Mình đã làm, đang làm thì phải nỗ lực từ bỏ. Còn nếu như mình mà chưa từng làm thì cũng phải nỗ lực và tránh xa. Thì như là bây giờ bảo tôi không thể nào bỏ được. Có những việc ác là mình biết là việc ác nhưng mình không bỏ đâu. Biết là việc ác đấy nhưng mà không thể nào bỏ được. Quen, nó thành cái thói quen. Như bây giờ bảo mấy người nghiện rượu bỏ uống rượu thì họ không bỏ. Mấy người nghiện ma túy, hút thuốc phiện, thế thì bây giờ bảo người ta bỏ đâu. Không thể bỏ được, nó thành thói quen rồi và nó trở thành một cái sở thích rồi. Và mỗi khi mà làm những việc ác mình cảm thấy vui thích được, vui thích trong ác nghiệp, bây giờ làm sao bỏ được. Cái mà bây giờ có thể bỏ được cái ác nghiệp đó là mình phải biết, phải biết suy xét về những cái hậu quả của cái ác nghiệp đấy thì cái ác nghiệp đấy mình mới bỏ được. Nếu không có biết suy xét về hậu quả của nghiệp thì mình sẽ không có bỏ ác nghiệp. Vậy như bây giờ mà không có nhà tù, không có những cái người tội tù tội, không có những cái người mà bị tử tội thì sẽ không có những cái hậu quả để cho mình thấy mình biết là cái người kia làm việc ác đã bị bắt, đã bị trừng phạt, đã bị xử phạt, thế mình cảm thấy ghê, cảm thấy sợ. Thế lúc nào ở trong tâm mình cũng cảm thấy lo lắng, cảm thấy cần phải có sự phòng tránh, làm người phòng tránh như thế. Nhưng mà đấy là những cái ác nghiệp mà do thế gian quy định. Còn những cái ác nghiệp mà thế gian không hiểu biết, những cái điều ác nghiệp mà thế gian không thấy, ví dụ như Đức Phật thấy những cái việc ác nó vi tế hơn, nó sâu xa hơn, nó để lại những cái quả báo mà nó còn nặng hơn, nó còn khủng khiếp hơn. Ví dụ như Đức Phật có thể nhìn thấy những chúng sinh ở cõi địa ngục ngạ quỷ, những chúng sinh sinh làm súc sinh. Thế thì bây giờ thường thì nếu như bây giờ có một cái người tử tội, mình có thể đến mình hỏi cái người đó là có ân hận về những cái điều mình việc mình đã làm không? Thì những cái người đấy chắc chắn sẽ nói rằng nếu như biết có ngày hôm nay thì đã không dám làm việc đó. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình sẽ gặp những cái chúng sinh mà đã bị đọa xuống cái cõi khổ, như là đọa xuống địa ngục. Bây giờ mình có thể mà gặp được những chúng sinh ở địa ngục, mình hỏi tại sao cái đọa vào địa ngục, thì họ sẽ cảm thấy ghê sợ và cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Như khi mà ngài Mục Kiền Liên còn ở tại thế, ngài hay dùng thần thông đi lên cái cõi trời gặp các vị chư thiên, và ngài hỏi các vị chư thiên là do cái nhân duyên gì, do nguyên nhân gì mà các vị được sinh lên đây. Thì mỗi vị chư thiên đấy sẽ nói ra một cái nghiệp, một cái hành động mà mình đã làm, đó là do tôi đã từng làm những việc như là bố thí, cúng dường, cung kính, tạo những thiện nghiệp. Nhưng cũng có khi ngài gặp các cái vị là thuộc về ở cái cõi ngã quỷ, và trong những cái tiểu bộ kinh có nguyên một cái tập gọi là ngã quỷ sự, hay là và một tập là thiên cung sự, toàn là những cái sự đối đáp của ngài Mục Kiền Liên với lại những chúng sinh ở những cõi ngã quỷ và những cái cõi chư thiên đây. Ngài có thể hỏi đàm luận được tại sao lại phải sinh ra làm ngã quỷ. Thì lúc đấy thường thường là các ngã quỷ nói là đại đức, con là ngã quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương, vì xưa con tạo hành vi ác từ cõi người đến cõi ma nói để ẩn thân. Thì những cái ngã quỷ khi mà sinh làm ngã quỷ do cái sự hóa sinh,
cho nên là người ta nhớ lại được cái nghiệp mà họ đã làm ở trong quá khứ. Họ biết là mình phải chịu cái quả báo là sinh làm ngã quỷ, chịu cái sự khốn khổ là đói khát, dày vò và những cái nỗi khổ bức bách trên thân tâm này là do cái ác nghiệp đã tạo ở trong quá khứ. Hầu hết tất cả các cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ đều nhớ lại được cái ác nghiệp mà mình đã làm, và tất cả những chúng sinh đó đều mang một cái tâm đó là rất là hối hận. Nhưng mà cái lúc đấy cái quả báo, cái quả nó đã trổ rồi, cho nên là không thay đổi được nữa, phải chờ cho đến khi nào nó hết cái nghiệp. Hết cái nghiệp đấy nó phải, nó diễn tiến hết, rồi cái phước nó trổ thì lúc đấy mới thoát được. Những chúng sinh sinh xuống địa ngục cũng thế, nhớ lại được hết tất cả những ác nghiệp mà mình đã làm, nhưng lúc đấy không thể thay đổi được nữa, không thể thoát được nữa. Chỉ trừ những cái chúng sinh nào có cái phước báo mà được gặp Diêm Vương thì Diêm Vương hỏi 5 câu hỏi đấy, nếu mà cái vị đấy tỉnh ngộ ra có thể thay đổi được cái nghiệp thì cái vị đấy mới thoát khỏi được địa ngục. Còn nếu như cái tâm si mê nó nặng quá thì vị đó không tỉnh ngộ ra được thì vị đó sẽ phải vào địa ngục. Như Diêm Vương từng hỏi 50 câu hỏi là ngươi có thấy thiên sứ của ta gửi lên không? Thiên sứ của ta ấy là ngươi có thấy một người già không, một người bệnh không, một người chết không, ngươi có thấy một cái người mà bị tử tội không, mang chém đầu không, ngươi đã từng thấy một đứa trẻ sinh chưa? Nếu ngươi là người có trí thì ngươi phải tự biết rằng là sẽ có ngày ta sẽ già, có ngày ta sẽ bệnh, có ngày ta sẽ chết. Cái cuộc đời nó giả tạm như vậy, nó mong manh như vậy, thì hãy thận trọng, hãy sống thu thúc, đừng có phóng dật, đừng có tạo ác nghiệp. Rồi là đấy là những cái thiên sứ mà Diêm Vương đã nhắc nhở mọi người sống ở trên trần gian này, không ai tránh khỏi những cái sự vô thường giả tạo như thế, cho nên là chưa có tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp nó sẽ phải chịu quả báo. Thế đấy là vậy thì cái những cái điều rủi ro, những cái điều bất hạnh, những cái nỗi khổ trên trần gian nó mà mình phải cảm thọ, mình phải trải nghiệm, mình phải mà mình hàng ngày mình phải thọ nhận những cái nỗi khổ đấy đều là do kết quả của ác nghiệp nó tạo ra. Vậy thì cái người nào bỏ được việc ác thì cái người đấy sẽ tránh xa được những cái quả của những cái nỗi khổ, những cái quả khổ về thân và về tâm, về những cái nỗi khổ ở thân và những cái sự sầu bi ưu não ở nơi tâm. Vậy thì bỏ và tránh việc ác sẽ được những cái phước lành, những cái phước lành cao thượng. Như là mình không có bị cái nỗi khổ, là bị đọa vào những cõi khổ, và mình sẽ được hưởng cái sự an vui tự tại ở cái cõi nhân gian, ở cái cõi nhân thiên, cái sự an vui của Niết Bàn, giải thoát khổ đau. Nên dù mình có bây giờ có một cái hạng người đó là việc ác cũng làm, việc thiện cũng làm, vậy cái người đấy thì đi sinh về đâu? Cái người đấy thì nó trổ cái quả làm sao? Việc ác không bỏ nhưng mà việc thiện cũng vẫn thường vẫn làm. Thì đa số là những cái người mà tạo được những cái thiện nghiệp nhiều thì sẽ sinh về cái cõi mà thuần hưởng cái phước báo, tức là thuần hưởng cái phước lành không? Đó là những chúng sinh sinh về các cõi thiên giới là thuần hưởng những cái phước này. Những cái cõi thiên giới rất ít khi có những cái nỗi khổ như là có nhân gian. Hoặc là những chúng sinh mà thuần tạo những cái điều tội lỗi thì sẽ sinh về những cõi thuần thọ những cái thuần cõi thọ những cái nỗi khổ. Đó là những chúng sinh ở địa ngục là quỷ súc sinh. Còn những hàng mà có mình cảm thọ cả hai cái thái cực, đó là có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc thì chướng, có lúc thì khổ, đấy là những chúng sinh ở cõi người. Thì những cái người nào mà mình tạo cả thiện cả ác thì nếu như nó ở cái mức độ vừa vừa thì mình lại tiếp, thì mình sinh ở cái cõi người này, và có lúc thì mình an vui, có lúc khổ đau. Vì vậy cho nên là
Ở cái cõi người này thì mình cứ tạo được nhiều cái thiện nghiệp thì sau này mình được hưởng nhiều cái sự an vui, tạo nhiều ác nghiệp thì phải chịu nhiều cái quả báo khổ đau. Mà thiện nghiệp mà nhiều mà nổi trội thì sinh về cái cõi thiên giới hưởng phước. Ác nghiệp mà nhiều thì phải sinh vào cái cõi cái đọa xứ chịu những cái nỗi khổ đau. Hoặc là có cái ác nghiệp mà nặng nữa thì mình cứ chìm đắm vào trong cái khổ đau này. Mà thiện nghiệp mà nhiều thì mình có thể làm nhân đi đến niết bàn giải thoát rồi. Cái phước lành nếu là phước lành của cái việc kiêng cữ các chất sanh. Tại sao phải kiêng cữ chất sanh? Phước chất sanh ở đây là có những cái chất sanh nghiện, những cái chất sanh rượu như là sanh rượu. Và như thời ngày xưa thì cái chất sanh này, chất sanh này là cái chất rượu mà cái thời nguyên thủy, cái thời đầu xa xưa người ta chưa biết cách làm ra cái chất rượu men kiệm nấu này. Nhưng mà cái lúc đấy là những cái có một số con chim nó đi nó hái một số quả về nó ăn, thế nó ăn những cái trái cây nó còn dư nó mới thả, nó mới đem rơi xuống một cái hốc cây. Thế là ở trong cái hốc cây đấy là nước mưa nó xuống nó ủ cho những cái trái cây đấy nó mới mọc men lên, sau đó trời nắng chiếu xuống thì nó sùng bọt này. Thế là cái trái cây nó bọc men rồi dần dần nó những cái nước trái cây nó trở thành một cái loại nước mà uống vào nó rất là thơm, nó rất là ngọt, nó rất là ngon. Thế là một số chim chích gà gô đến đấy khát nước này là uống cái nước đấy, uống nước đấy xong là say xưa năm quay hết cả đấy. Thế là mấy người thợ đi làm rừng ấy, người ta mới lúc đầu người ta mới bảo ôi trong này có nước độc, thế là cho nên mấy con này nó uống vào đến đâu nó chết. Thế là người ta sợ, thế là có một số người đi làm đấy người ta mới ngồi đến đâu người ta thấy mấy con này nó chỉ quay đơ ra một lúc sau nó tỉnh dậy nó bay đi. Thế là họ mới bắt mấy con đấy họ nướng họ ăn. Nướng nó ăn xong là họ mà không biết lúc nãy nó ăn nó uống cái nước gì mà nó đã quay ra đây. Em lại đấy mới thấy một cái hốc cây có rất là nhiều cái nước mà là ủa nó uống được thì mình uống được. Thế là lúc đấy mới lấy cái nước ở trong cái hốc cây đấy ra uống, uống cái nước đấy vào mà ăn với thịt chim thì nó lại càng ngon. Thế là mấy cái người này thế là thành ra bắt đầu mới có cái tục là nhà ăn nhậu là vậy. Là có rượu thì phải có thịt đấy, có thịt thì phải có rượu. Thế là mấy cái người này xong họ cũng ăn thịt uống rượu xong họ cũng đăng quay ra đấy, xong là họ đến lúc họ tỉnh dậy họ đi về đầu tiên bảo bây giờ mình phải đây là một cái món rất là đặc sản phải đem lên để dâng vua trước. Thế là họ đi vào trong kinh thành, họ mới lấy những cái nước ở cái hốc cây đấy họ đựng vào những cái ống tre. Sau đó nói rằng đây là một cái món đặc sản nhất đó, mà chúng tôi là những người thợ rừng đã khám phá ra cái món này mà phải xứng đáng dâng lên với vua. Thế là vua uống rượu em làm bảo là uống rượu phải có thịt xem là bên làm thịt rượu uống uống xong thì vua mới nghiện bảo vậy, ngày nào cũng phải vào đấy để lấy nước ở đây cho ta. Thế rồi nhà vua uống xong rồi lại cho những người cận thần uống, uống xong rồi nước ở những cái hốc cây nó không đủ nên nhà vua mới bảo các ngươi phải đi nghiên cứu chế tạo ra cái chất này để cho tất cả cái thần dân ở trong đất nước của chúng ta đều được uống cái nước này, nước ngon như thế này mà không uống thì lãng phí. Thế là mấy cái người này bắt đầu mới đi vào đấy nghiên cứu, thì ra phải ủ cái trái cây như thế này chim nó ăn nó rơi xuống thì mình về mấy cái trái cây này về mình ủ như thế này và nó lên men như thế này. Thế là mấy cái người này vì chế tạo ra tìm hiểu ra rồi về lấy trái cây bắt đầu mới ủ nó lên men như thế, bắt đầu phân phát cho từ ở trong vua này là vua lại truyền bá ra cho ngoài dân chúng này, khắp dân chúng toàn thành này, toàn dân toàn cõi này ai cũng uống rượu và ăn thịt. Thế thì một thời gian sau thì người ta tất cả cái dân đấy ai cũng say sưa hết, không ai còn đi làm nữa, bỏ bê công việc, bỏ bê đạo lý, bỏ bê hết tất cả về sự nghiệp giáo dục,
Đấy là cả một cái kinh thành đấy, về sau này dần dần đi đến diệt vong, đi đến bỏ hoang, hoang phế luôn. Hay là mấy cái người thợ rượu này nó cứ đi từ cành này sang thành khác, đi đến thành nào nó hủy diệt cái kinh thành này, hủy diệt rất nhiều kinh thành như thế, cho đến một cái, một lần là đi đến một cái đất nước khác thì đang làm rượu để dâng vua vậy, thì mấy con mèo nó vào, thế là nó liếm là cái bọt rượu ấy, nó say quay đơ đấy. Mấy cái người ta đến người ta tâu vua là mấy người này là mấy người phản động, mang thuốc độc vào dâng, cho nên là mấy con mèo cột ở gần cái chỗ rượu nó bị, nó niếm vào rượu nó chết rồi. Thế là nhà vua mà đem mấy thằng này ra chém đầu. Thế là đem chém đầu xong rồi một lúc cho mèo nó chống dậy. Thế là vua bảo thì đấy là rượu thật rồi. Thế lại đem ra uống, cứ uống như thế cho đến khi mà có một cái vị vua ở cõi trời, vua trời đế thích phải xuống ông cảnh tỉnh cái ông vua đi. Đem cái bình rượu xuống để ông nói, ông nói những cái điều, những cái tệ nạn, những cái tệ hại của cái rượu. Thì lúc từ lúc đấy mà đi, ông vua này ông mới cấm không cho dân chúng uống rượu, mà không cho, mới coi rượu là một cái thứ xấu xa tội lỗi. Nhưng mà ở trong dân gian lúc đấy người ta lại thuộc lòng cái cách làm rượu quá rồi, cho nên người ta vẫn nén nút người ta làm rượu. Cho nên là những cái bậc có trí tuệ ra đời thì vẫn giáo dục mọi người là từ bỏ uống rượu. Nhưng mà những cái người mà người ta thích chơi bời thì người ta vẫn cứ tạo, vẫn cứ làm rượu, vẫn cứ uống rượu, và họ coi đấy là một cái sự hưởng thụ, một cái thú vui, một cái sự đam mê. Thì khi mà uống rượu vào thì nó mất đi hai cái nhân tính, đó là mất cái xấu hổ và mất cái ghê sợ. Cho nên là cái người uống rượu, say rượu rồi người ta hay nói năng tục bậy, rồi là người ta hay gây sự đánh lộn nhau, rồi là cái người uống rượu lâu ngày nó trở thành bị nghiện rượu. Nghiện rượu rồi thì cái người đấy dần dần nó bị bê tha, bị thoái hóa, bị trở thành mất dần dần những cái nhân cách, cái đạo đức nó bị mất đi. Và sau đó người đó sẽ càng ngày sẽ càng trở nên hạ nhiệt, cái tâm trí nó trở nên nó lu mờ đi, nó không còn phân biệt được cái điều tốt, điều xấu, điều đúng, điều sai, điều phải, điều trái, điều chánh, điều tà nữa. Là cái người mà ham uống rượu lâu ngày là cái người đấy dần dần cái người đấy sẽ bị trở thành thú tính, tức là cái nhân tính nó mất đi, và cái tánh càng ngày nó càng giống cái tánh của loài thú. Thế rồi cái người đấy chết sẽ tái sinh làm thú, chết với cái tâm đấy thì mai mốt sẽ sinh vào những cái loài cầm thú. Vì vậy đấy là một trong những cái tội lỗi, những cái người uống rượu thì nhà cửa sẽ tan nát, đập phá tơi bời hết, nên là không dùng các chất say thì được những cái phước cao thượng, biết có những hành động xấu, không có những hành động xấu nên được mọi người kính trọng, không làm những việc ác nên không bị quả báo, không làm chủ được bản thân nên không bị lôi kéo vào con đường tội lỗi, làm chủ được tâm trí nên có trí tuệ sáng suốt, được hạnh phúc an vui ở hiện tại mà được hạnh phúc an vui ở tương lai. Trong năm cái giới có người, nếu bây giờ mình phân định ra năm giới là giới nào là giới nặng nhất, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, năm cái giới đấy thì giới nào là nặng nhất? Thì thường thường là người ta sẽ nghĩ rằng là sát sinh là cái tội nặng nhất, vì Đức Phật cũng xếp lên là giới đầu tiên. Và trong năm giới đấy có vẻ như giới uống rượu là giới nhẹ nhất, bởi vì nó được xếp cuối cùng. Nhưng có một số trường hợp khi uống rượu nó có thể trở thành một trong những giới nặng nhất. Trong một số trường hợp, như là có một số trường hợp là say quá mức thì khi mà đã say lên rồi là mất hết cái bốn giới kia. Vì có khi có người người ta sát sinh nhưng người ta lại không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Có khi có người người ta phạm giới trộm cắp nhưng người ta lại vẫn giữ được giới không sát sinh, không nói dối, không uống rượu. Có người phạm tà dâm hay nói dối nhưng người ta lại không phạm những giới khác. Nhưng mà nếu mà đã phạm giới uống rượu rồi thì bốn giới kia có giữ được. Khi mà đã phạm vào giới uống rượu, khi nó đã say rượu rồi thì bốn giới kia mất tự chủ rồi.
là không còn giữ được bốn giới kia nữa. Vì vậy giới uống rượu là giới nhẹ nhất, nhưng phạm vào giới uống rượu một cái thì những cái giới kia cũng đồng thời có nguy cơ bị phạm phải. Nếu như lúc đấy có cơ hội để phạm là sẽ phạm, vì lúc đấy mất mất cái sự tránh xa, mất cái sự phòng tránh, lúc đấy nó không còn phòng tránh giữ giới nữa, vì nó không còn cái ý thức là ta phải giữ cái điều này, ta phải giữ điều kia nữa. Thế cho nên là như là có xưa kia có một cái vị có một cái vị cư sĩ Phật tử vốn dĩ từ xưa là một cái người giữ giới rất là thuần thành, nhưng mà một lần đi đến một cái nơi nào đó thấy người ta để rượu trên bàn tưởng là nước, vì nó uống uống rượu và uống uống nước cho no nê, thì không may nó bị nó lại là rượu làm cho vị đó say say xưa. Khi mà vị đó say rồi là bắt đầu cái nhảy múa quay cuồng lên, rồi nó nhìn thấy con gì là cũng đập chết để ăn thịt. Thế vị đó phạm luôn giới sát sinh mà lấy trộm ăn, bắt trộm cả những con vật của người khác, như là bắt trộm gà của người khác để ăn thịt. Nhưng người ta đến người ta tìm gà để gây sự đánh nhau, xong này cưỡng hiếp phụ nữ, rồi là khi mà bị quan bắt thì nói dối bảo không, không làm việc đấy. Thì mà khi mà uống rượu vào một cái tự nhiên là nó mất khả năng giữ bốn cái giới kia. Vậy cho nên giới uống rượu là giới nhẹ nhất, nhưng nó có thể trở thành một cái tội nặng nhất. Nên vì vậy đấy chỉ là nói về uống rượu thông thường, nhưng mà trong giới này nó lại bao gồm cả tất cả những chất say nghiện, những cái gì mà nó có thể làm cho mình bị nghiện như nghiện hút, mà tùy nghiện heroin hay là tất cả những cái gì mà nó làm cho mình bị nghiện. Thì như bây giờ ở trong một cái ngôi làng mà có một thằng nghiện thì mình sẽ cảm thấy cái ngôi làng này sẽ bất an, tất cả mọi người trở nên bất an lo lắng, bởi vì cái thằng nó đã nghiện rồi là nó sẽ không từ một cái thủ đoạn nào hết. Một cái thằng nghiện là nó sẵn sàng đi ăn cắp, nó có tiền để nó còn hút mà hút chích. Thằng nghiện đấy mà gây sự với nó giết người luôn, nó không sợ thì ai, đến cả những người thân trong nhà nó cũng xử. Đồ đạc ở trong nhà của bố mẹ nó cũng lấy, đừng nói gì của hàng xóm. Rồi nó ăn suốt ngày thì đi rình rập, nó ăn cắp về nó đánh bắt những tất cả những con vật gì có thể, bắt chó bắt mèo lợn gà nhà người ta. Thì đấy là cái thằng nghiện, là nó sẽ làm tất cả những điều ác khác, những điều tội lỗi khác. Thì đấy là cái chất nguy hiểm, cho nên là Đức Phật mới nói là kiêng cữ các chất say, kiêng và cần phải tránh. Nếu như mà tôi chưa có từng uống rượu, chưa có từng hút ma túy gì, thì nhưng mà nếu mà mình không biết phòng, không đề phòng, không tránh, thì đến lúc mà mình đã bị rồi, lúc đấy mình muốn thoát ra rất là khó. Nên là cần phải phòng, cần phải đề phòng và cần phải tránh né. Phước lành, nữa là phước lành, nỗ lực trong thiện nghiệp. Thế nào là phước lành, nỗ lực trong thiện nghiệp? Những hành động tạo ra công đức phước lành như bố thí, cung kính, giữ giới, hộ độ, nghe pháp hành thiện, thì tất cả những cái đó được gọi là thiện nghiệp. Những cái thiện nghiệp là những cái hành động ở thân khẩu ý của mình mà nó đi kèm với cái tâm thiện, đi kèm với cái thiện tâm, thì đó là thiện nghiệp. Còn nếu mà những cái hành động ở thân khẩu ý của mình nó đi kèm với tâm tham sân si thì nó sẽ tạo ra ác nghiệp. Như là bây giờ một cái người mà có cái tâm tham thì người ta có đi bố thí không? Người tâm tham người ta sẽ không có đi bố thí, chỉ có vô tham thì mới làm được việc bố thí. Cái người mà đang có tâm tham sân si, người ta cũng không khởi lên được cái tâm cung kính. Người ta sẽ hoặc là người ta có cái cung kính nhưng mà không có phải là vì cái tâm kính trọng cái đức hạnh và trí tuệ của những cái bậc mà đáng cung kính ấy, mà người ta chỉ cung kính vì cái sự mong cầu hoặc là cái tâm sân giữ giới. Tất cả những cái thiện pháp, những cái hành động đi kèm với tâm vô tham vô sân vô si, đấy thì được gọi là thiện nghiệp. Thì phải nỗ lực ở trong thiện nghiệp là thật.
có rất nhiều cái những cái hành động mà nó tạo ra những cái thiện nghiệp. Nhưng mà mình có thể mình đã từng làm, nhưng mà mình làm với một cái sự hời hợt hay là làm với một cái sự tận tâm. Thế nào là nỗ lực trong thiện nghiệp? Thiện nghiệp là mình phải nỗ lực. Có những cái thiện nghiệp mình chưa làm thì cố gắng làm, những cái thiện nghiệp đã làm rồi thì cố gắng làm thật nhiều, thật nhiều những cái thiện nghiệp ấy. Như là những cái thiện nghiệp như là mình nói, tôi cũng đã từng làm nhiều việc thiện lắm, cũng đã từng cái lúc mà tôi có điều kiện thì tôi cũng mới làm, như là bố thí đấy là một thiện nghiệp, giữ giới đấy là một thiện nghiệp, nghe pháp là thiện nghiệp, tụng kinh rồi là học giáo pháp, như làm những cái việc thiện, những cái việc thiện pháp, giúp đỡ hộ độ cho mọi người, thì đấy là những cái thiện nghiệp. Nhưng mà cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp, cái sự nỗ lực tức là một cái sự cố gắng lớn, một cái sự mà mình làm bằng, tức là mình phải có cái mình phải dành ra rất nhiều, bỏ ra rất nhiều cái công sức, cái công sức của mình làm nó rất là nhiều. Ví dụ như là trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật nói về cái hạnh Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật trong một kiếp mà ngài là gia chủ, là một cái vị gia chủ hào, là một cái vị hào phú, có rất nhiều tiền của, và ngài làm cái việc bố thí hàng ngày, ban phát hàng ngày, hàng ngày mình hàng ngày làm các cái thức ăn uống bố thí cho những người hành Phật hay những cái vật dụng, cho mọi người, những ai có nhu cầu, những ai cần thì ngài làm cái thiện pháp bố thí đó. Ngài bố thí một cách thường xuyên, bố thí một cách rộng mở, bố thí một cách tận tâm và hoan hỷ. Thì cái sự bố thí đấy nó quá lớn, tức là ở trong thiên hạ chưa có ai có thể làm được như thế. Trong thiên hạ từ xưa đến nay chưa có ai lại tận tâm đến như vậy, tận tâm với cái việc bố thí như vậy, sáng trưa chiều tối, từ ngày này qua năm khác không bao giờ ngài bỏ, và chỉ có càng ngày càng nỗ lực thêm chứ không bao giờ giảm bớt. Thì cái sự nỗ lực cố gắng lớn như thế khiến cho cái chỗ ngồi của vua trời Đế Thích nóng lên, và vua trời Đế Thích quan sát là có ai nó muốn cướp cái ngai vàng của mình, muốn cướp cái tòa ngồi của mình. Tức là nếu như có một cái người nào có phước lớn quá ở thế gian, có thể cái người đấy mai mốt sẽ sinh lên cõi thiên giới và làm vua cõi trời. Và ông vua cõi trời nếu như lúc chết mà không có đủ phước có thể sẽ rơi khỏi cái ngai vàng đấy, sẽ sinh xuống cái cõi khác. Thì ông vua này ông quan sát, ông thấy là ở dưới trần gian có một người đang làm công đức rất lớn, và người này có thể trong tương lai sẽ thay thế cái địa vị của ta. Để giờ ta để xuống thử thách xem cái vị đó làm cái việc thiện này với cái mục đích gì. Thế là cái vị vua trời Đế Thích là vua trời với xuống dùng thần thông làm cho tất cả của cải tài sản nó biến mất hết, không còn cái gì nữa, không còn cái gì để bố thí nữa. Thì cái vị này hai vợ chồng với bạn với nhau là chúng ta đã phát nguyện là bố thí rồi, thì đến lúc chúng ta có điều kiện cũng bố thí, nhưng bây giờ không có điều kiện cũng vẫn phải bố thí, và đi tìm trong nhà không còn gì không, nên là bà vợ đi tìm bà chỉ còn có cái đòn gánh mấy cái niềm nữa. Bà vậy thì thôi mai chúng ta đi cắt cỏ, đi cắt cỏ xong là gánh hai gánh cỏ ra chợ bán, một gánh để mua thức ăn còn một gánh thì đi bố thí. Ngày vẫn cứ bố thí hàng ngày, cứ mang cái đòn gánh ấy đi cắt cỏ, mang ra chợ bán một bó cỏ là dùng để mua thức ăn, còn bó cỏ kia là lấy tiền để bố thí cho người nghèo. Thế người ta nghe là vợ chồng này vẫn còn bố thí lại kéo nhau đến nó xin, xin thế nào vừa mới bán được hai bó cỏ chưa kịp mua thức ăn người ta đã xin hết rồi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, 4, 5, 6, 7 ngày liền như vậy, đói quá liền xỉu luôn. Nhưng mà không bao giờ bỏ cái hành động bố thí. Lúc đấy thiện chủ mới hiện ra mới hỏi ông vì cái mục đích gì mà lại làm cái việc, tại lại tận tâm làm cái việc bố thí như vậy. Thế là cái vị này mà tôi chỉ vì cái mục đích đó là thành Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai để độ cho chúng sinh thoát khổ đau sinh tử, không vì mục đích nào khác. Thế thì lúc đấy ông vua trời thì thiên chủ mới biết rằng là đây là một cái vị Bồ Tát chỉ vì cái mục đích thành Phật chứ không phải vì mục đích muốn làm vua cõi trời.
Chứ lúc đấy với cái công đức như vậy, với cái hạnh nguyện như vậy mà lúc đấy vị nó bảo tôi chỉ mong kiếp sau làm vua cõi trời, thì lúc đấy cái nguyện này nó thành tựu luôn. Nhưng mà ngài không có mục đích đấy, không có cái hạnh nguyện đấy, không có cái nguyện là muốn tranh đoạt cái ngai vàng của vua Đế Thích. Nên lúc đấy vua trời mà ta sẽ trả lại ông tất cả những gì đã mất, mà còn làm cho tất cả những cái kho đấy đầy ắp vàng, mà từ nay ông cứ tha hồ mà bố thí suốt đời không bao giờ hết. Đấy là cái nỗ lực, cái sự nỗ lực ở trong một cái thiện nghiệp, làm mà tận tâm đến như vậy, nỗ lực đến như vậy, thì cái nghiệp đấy nó mới lớn. Nếu như cái sự nỗ lực mà lớn thì cái công đức nó lớn, cái công đức đấy nó sẽ tạo ra cái phước lành cho cái người đấy. Có thể là nếu vị đó sinh thiên, vị đó sẽ thường làm vua ở các cõi thiên giới. Nếu vị đó sinh ở cõi người thì vị đó thường làm vua ở cõi người. Nếu vị đó có thể sẽ làm đến vua, chuyển luôn thánh vương, làm chủ cả bốn châu thiên hạ. Nên tại sao ở trên đời này, trong một quốc gia có hàng trăm triệu người nhưng mà chỉ có một người làm chủ, một người làm vua, thì phải biết rằng tại sao? Bởi vì cái vị đó phải có cái công đức lớn, phải có cái phước lành lớn. Tại sao vị đó tạo ra được phước lành lớn? Bởi vì đó, vị đó có cái sự nỗ lực phi thường, cái sự cố gắng hơn những người thường khác. Đấy là tạo ra cái phước, tạo ra cái thiện nghiệp, cái công đức, cái phước lành ở thế gian. Còn nếu như cái vị đó nỗ lực nhưng mà có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn thì vị đó thành tựu niết bàn. Cái vị đó có cái công đức lớn như vậy, vị đó có cái ước nguyện là trở thành Phật quả thì vị đó sẽ chứng thành Phật quả. Vì vậy cho nên tại sao trong thế gian này có những cái người ta nổi trội, mỗi người ta nổi trội về một mặt khác nhau. Có cái người thì nổi trội về trí tuệ này, bởi vì người ta nỗ lực rèn luyện trí tuệ. Có cái người thì người ta nổi trội về sức mạnh, thì người ta nỗ lực rèn luyện về sức mạnh, tạo nhân về sức mạnh. Có những người thì nổi trội về quyền lực, có những người nổi trội về tài sản. Mỗi người có một cái, do cái sự thiện nghiệp của người ta có sự nỗ lực hơn người khác, người ta có cái sự cố gắng cao hơn người khác. Gọi như là mọi người thì 7 giờ tối đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ rồi, 7 giờ sáng hôm sau mới dậy. Đi làm một chút rồi ăn trưa xong lại ngủ trưa. Ngủ trưa xong 2-3 giờ dậy đi làm một chút xong rồi lại đi nấu cơm ăn buổi tối. Xong xem tivi tí rồi ngủ. Người đấy thì có, đấy là nỗ lực làm cái gì? Nỗ lực ngủ ngon, nỗ lực hưởng phước, nỗ lực hưởng thụ. Thì cái người đấy làm sao mà tạo ra được những cái thiện nghiệp lớn? Cái người đấy có nhân để sau này làm vua được không? Người đấy sau này có trở thành nhà vua cõi trời không? Trở thành vua cõi người đâu? Có trở thành chủ tịch nước đâu? Vì cái người đấy không nỗ lực cho nên nó không ra quả. Vậy cái người nào người ta nỗ lực thì người ta mới thành tựu được. Nỗ lực trong thiện nghiệp là phước lành cao thượng. Vậy động lực gì khiến cho mình có thể cố gắng liên tục mà không chán nản ở trong thiện nghiệp? Động lực gì nó khiến cho mình có thể nỗ lực được, nỗ lực ở trong thiện nghiệp? Đôi khi mình bảo tôi sẽ nỗ lực được, nhưng mà chỉ cố gắng nỗ lực được một ngày hoặc là được một tuần, hai tuần thế là mà chán rồi, chắc phải đi xả hơi, đi nghỉ ngơi, đi xả stress. Ví dụ như là đi vào thiền nỗ lực hành thiền, vào chùa nỗ lực hành thiền được một tuần nhưng mà phải nghỉ ba tuần để lấy lại sức, phải đi nghỉ ngơi để bồi bổ lại. Thì đấy là một cái sự nỗ lực nhưng mà nó chưa đến nơi đến chốn. Thành tựu được một chút là mình có thể ngủ ngon ở trên cái thành công này. Thì mình tác ý đến những cái nỗi khổ của các đọa xứ là do các cái ác nghiệp. Mình nhờ tác ý đến những cái nỗ lực ở trong thiện nghiệp vì mình sợ hãi những cái ác nghiệp. Nó sẽ rơi đến các cái đọa xứ. Nếu một người mình luôn luôn có cái tác ý, mình nhìn thấy
cái gì mình cũng quán chiếu bằng cái trí tuệ nhân duyên ấy. Mình biết ở đây là nhân, kia là quả. Mình nhìn thấy quả thì mình nghĩ đến nhân, mà nhìn đến nhân mình nghĩ đến quả. Thì lúc đấy mình sẽ nhìn thấy bất cứ những chúng sinh nào đang khổ đau thì mình nghĩ ngay đến cái nhân ác ấy, khiến cho chúng sinh này bị khổ đau. Tác ý nỗi khổ ở con người là do không nỗ lực trong thiện nghiệp. Mình nhìn thấy những cái người khổ mình sẽ biết là do người ta không làm việc thiện, bây giờ người ta khổ. Tác ý đến sự chết đang cận kề nên phải nỗ lực trong thiện nghiệp. Tác ý đến dòng luân hồi bất tận nên phải nỗ lực về trong thiện nghiệp. Mình tác ý đến những cái nỗi khổ ở trước mắt mình, mình có thể quan sát, mình có thể tư duy, mình có thể suy nghĩ được. Hoặc là mình tác ý đến những cái người mà người ta có công đức, người ta có phước lành lớn, đấy là do những cái quả của những cái thiện nghiệp. Mình tác ý đến những cái phước lành của các bậc thánh, những bậc đã giải thoát giác ngộ, đấy là do cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp. Thì cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp thì nó sẽ do cái sự tác ý của mình. Mình có cái sự tác ý mạnh thì cái sự nỗ lực này nó mới mạnh. Như Đức Phật này, cái lúc mà ngài tu, mà ngài nỗ lực tu để thành Phật thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực lớn. Nỗ lực muốn trở thành một vị Phật ấy, ngài phải nỗ lực ở trong một cái thời gian rất là dài, coi như là ngài phải nỗ lực trong suốt thời gian là từ cái lúc mà ngài, chỉ tính từ cái lúc mà ngài được thọ ký, được Phật nhân đăng thọ ký là sau này ông sẽ thành Phật, thì lúc đấy ngài là Bồ Tát. Thì trong cái quá trình mà thực hành Bồ Tát đạo, ngài luôn luôn phải nỗ lực tạo tác các ba la mật. Ví dụ như là khi là có những cái kiếp thì ngài tạo tác các cái ba la mật như bố thí, ngài có thể bố thí ở mức bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Tức là ngài phải bố thí ở cái mức bậc thường, như là tài sản ở bên ngoài là bậc thường, bậc trung là những cái nội tạng trong mình, bậc thượng là bố thí cả thân mạng mình. Hay là giữ giới ở ba mức độ bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Giữ giới thắng là mất tài sản chứ không có phạm giới. Giữ giới ở cái mức là thà mình có thể bị tổn hại đến thân thể ông phạm giới, giữ giới ở mức bậc thượng thà chết chứ không phạm giới. Thì ngài nỗ lực như thế, ngài nỗ lực tạo những cái ba la mật, bố thí này, giữ giới này, rồi là các cái ba la mật như là tinh tấn ba la mật, từ tâm ba la mật, xả tâm ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, kham nhẫn ba la mật, trí tuệ ba la mật, xuất gia ba la mật. Thì những cái ba la mật đấy ngài phải nỗ lực trong suốt bốn a tăng kỳ kiếp và 100 ngàn nhãn kiếp, nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp như vậy. Thì những cái thiện nghiệp, cái công đức ấy khi mà nó đủ rồi, nó mới tạo ra một cái quả, đó là ngài thì tu đến cái kiếp cuối cùng này còn phải nỗ lực suốt 6 năm rồi, 6 năm tu khổ hạnh, sau đó ngài mới tu đến cái kiếp cuối cùng, mà ngài có lúc ngài vẫn còn tu xa, khi mà ngài quay ngài tu con đường trung đạo ngài mới thành Phật. Thì luôn luôn cứ phải nỗ lực như vậy. Đấy, thì như cái người mà nỗ lực ở trong thiện nghiệp ấy, thì nó được những cái phước lành như vậy. Người nỗ lực ở trong thiện nghiệp thì được những phước lành, những công đức lớn. Người mà nỗ lực trong thiện nghiệp sẽ có những công đức lớn, mang lại cái sự thành công lớn. Đấy là ví dụ như thành công lớn là để trở thành một vị Phật, có cái trí tuệ giác ngộ như vị Phật, nỗ lực trong một thời gian dài như thế. Nhưng mà cái nỗ lực mà thấp hơn thì nó sẽ để lại một cái sự thành công nó sẽ ở cái mức thấp hơn. Ví dụ như một vị Phật độc giác, có những vị Phật chỉ trở thành một vị Phật độc giác thôi, bởi vì vị đó nỗ lực tạo ba la mật trong 2 a tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp, nỗ lực yếu hơn một nửa. Có những vị trở thành những bậc có trí tuệ đệ nhất hay là thần thông đệ nhất như ngài Giá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì cái sự nỗ lực tạo tác thiện nghiệp ba la mật là trong 1 a tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp. Còn những cái bậc a la hán thường thì nỗ lực trong khoảng 100 ngàn đại kiếp. Những bậc a la hán và đại a la hán, như ngài a la ca diếp hay là các cái vị tôn giả mà có
Tam minh lục thông tứ tuệ phân tích cũng phải tu tập 100.000 đại kiếp tạo các ba la mật thì mới mới có được những cái năng lực lớn như vậy. Nên là nếu mà cái người mà nỗ lực nhưng không khuynh hướng về đạo giải thoát thì cái người đấy sẽ hưởng cái phước báo ở trong cái cõi nhân gian. Ví dụ như là vua trời Đế Thích mà hưởng được bây giờ được trở thành một vị vua như vậy, thì trong cái vị quá khứ cái vị vua ở cõi trời đấy tạo các cái thiện nghiệp, các cái ba la mật, đó là lúc đấy ở trong một cái ngôi đàng ấy là có 33 vị thiện nam tử, 33 chàng thanh niên bắt đầu mới ngồi bàn với nhau là chúng ta sẽ tạo công đức, chúng ta sẽ làm thiện nghiệp, chúng ta sẽ không để uổng phí cái kiếp sống này. Đó là bây giờ mình có cái điều kiện, có cái khả năng gì để làm được cái việc thiện gì, để làm được cái việc gì là việc có lợi nào cho mọi người thì mình sẽ làm. Thế thì lúc đấy các vị sẽ rủ nhau làm việc thiện như thế. Ví dụ như là vị đó, các vị đó rủ nhau như là có những cái con suối cần bắc cầu thì vị đó đi bắc cầu cho mọi người đi, có những cái con đường nó hỏng thì vị đó đi đắp đường cho mọi người đi, có những cái con đường đi mà còn có nhiều người đi dưới cái trời nắng nực ấy thì tạo lên những cái thùng nước để ở bên đường cho mọi người uống, có những cái chỗ nào nó dơ bẩn thì đi dọn dẹp cho nó được sạch sẽ. Rồi là các vị đó thì là thấy những cái người nào người ta đi đường xa không có chỗ nghỉ ngơi thì tạo lên những cái nán, những cái lều, những cái trại nhỏ để cho mọi người được nghỉ ngơi. Thì 33 vị thanh niên cứ nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp như vậy trong một kiếp sống, trong một kiếp người mà nỗ lực tạo như thế, cho nên khi chết ở đấy là được sinh về cõi trời. Được sinh về cõi trời thì cái vị trưởng đoàn ở trong 33 vị đấy trở thành vua trời, vua trời Đế Thích. Cho nên là cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, cõi trời lục giới thứ hai ấy, thì trong kinh Đức Phật thường gọi là cõi tam thập tam thiên. Đấy, cứ gọi là cõi tam thập tam thiên, đọc trong kinh rồi sẽ gọi là cõi tam thập, muốn nói là có 33 vị thì đấy, 33 vị vua trời. Thì cái vị mà trưởng đoàn đấy là vị vua trời ngồi trên cao nhất, còn 32 cái vị cùng là tạo cái thiện nghiệp với ngài thì cũng chỉ thấp hơn, giống như là các vị phó vương, những cái vị sẽ giúp đỡ cho vị vua trời. Thế nên những cái sự nỗ lực nó sẽ trổ quả như vậy. Muốn có tài sản thì vị đó có tài sản, muốn có trí tuệ lớn thì vị đó có trí tuệ lớn, muốn có địa vị lớn, muốn giải thoát thì sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân và đi đến giải thoát. Vậy thì cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp, ý muốn nói là cái người đấy cần phải có cái sự cố gắng, có cái sự cố gắng rất là lớn, có cái sự cố gắng rất là lâu dài. Mình làm một cái việc gì đó mà mình làm một cái việc gì đó liên tục trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm thì mình sẽ thấy rằng là cái việc đó mình sẽ thành tựu được cái việc đó, cái việc đó sẽ trở thành một cái việc lớn được. Còn nếu mà mình làm việc gì được 1 tuần, 2 tuần chán bỏ thì không bao giờ thành công, không bao giờ thành công được những cái việc quan trọng. Những việc quan trọng cần phải trải qua một thời gian rất dài. Giống như là muốn làm Phật phải tạo thiện nghiệp trong 4 a-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn nếu bây giờ mình muốn làm cái gì thì mình phải tạo cái nhân. Cái nhân, cái việc càng lớn thì tạo cái nhân nó càng phải lâu dài. Cho nên cần phải có cái sự nỗ lực lâu dài. Nỗ lực trong thiện nghiệp, nỗ lực lâu dài như vậy. Kinh văn cung kính và khiêm nhường, chi túc và chi ân, đúng thời nghe chánh pháp là phước lành cao thượng. Cung kính và khiêm nhường thì những cái phước lành nữa, như là cung kính là một trong những cái hạnh đưa đến phước lành. Hạnh cung kính là cái tâm thành kính khởi lên đối với những bậc đáng kính, có những bậc để cho mình đáng kính mà mình không kính thì mình sẽ tạo ra tội lỗi. Còn nếu mình biết kính những bậc đáng kính thì mình sẽ tạo ra công đức. Vậy thì không có nghĩa là mình cứ phải có tài sản để đi bố thí mới là công đức,
không không bắt buộc là mình cứ phải có sức lực để đi phục vụ, đi làm những cái việc khác mới là công đức. Nhưng mà ở trong cái tâm thành kính của mình là mình có thể tạo nên được những công đức. Vậy thì đó, có những cái bậc đáng kính mình, mà mình biết kính như cha mẹ thầy tổ là những bậc đáng kính. Thì đó là những đó là những cái ruộng phước điền, ví dụ như là mình biết gieo những cái hạt giống vào những cái mảnh ruộng tốt, để sau này mình được hưởng, mình sẽ được thu gặt lại những cái thành quả. Những bậc có đức hạnh và trí tuệ như Đức Phật, Đức Pháp, Chư Hiền Thánh Tăng, đấy là những cái bậc đáng kính, hay là những cái mảnh ruộng phước điền. Mình chỉ gieo vào đấy với cái tâm cung kính của mình, gieo vào cái tâm cung kính là mình sẽ tạo ra được công đức lớn. Lòng tôn kính khởi lên từ trong tâm, được thể hiện bằng những cái hành động, lễ bái những bậc đáng lễ bái, đứng dậy tiếp đón những bậc đáng tiếp đón, cúng dường những bậc đáng cúng dường. Đấy, bây giờ mình biết là mình có, biết là ai là cái người có cái tâm cung kính, mình có biết không? Ví dụ mình có biết là ai là cái người có cái tâm kính Phật không? Tất cả những cái người nào là những cái người đệ tử Phật đã quy Tam Bảo rồi là những người có cái tâm cung kính Phật, thì điều đó đúng không? Hay là mình đến chùa tất cả những cái người mà đang chắp tay đảnh lễ Phật là những người đang kính Phật. Nhưng mà điều đó chắc không? Cũng chưa chắc mà. Cái hành động ở bên ngoài, nó có chưa chắc đấy, mà cái tâm ở bên trong, cái tâm ở bên trong nó mới đúng là cái sự đáng. Cái tâm của mình khởi lên cái tâm thành kính, nhưng mà nếu như mình có cái tâm thành kính thôi nhưng mình không thể hiện ra bằng cái hành động bên ngoài, ví dụ như là mình thấy những bậc đáng kính nhưng mà mình không có tỏ ra cái thái độ, đó là không có chào hỏi, không có đón tiếp, không có đứng dậy, không nhường chỗ ngồi, không, ví dụ như là bây giờ mình thấy Phật mình không đảnh lễ, mình bảo mình đảnh lễ là cái gì, hình thức bên ngoài cần gì đảnh lễ. Ví dụ bây giờ mình đến trước Phật nhưng mà mọi người bảo ô sao chắp chắp tay đảnh lễ Phật, ủy lễ bái quan trọng gì, quan trọng là cái tâm thôi. Thì lúc đấy mình có phải là cái người thành kính không? Thì cái thành kính ấy, nó phải được thể hiện bằng bằng cả hai, cái mặt, đó là thân và tâm đều phải cung kính. Tức là trong tâm của mình phải có cái sự, phải có cái sự cảm, tức là phải có cái lòng tri ân. Trong tâm mình ấy, phải biết biết ân những cái bậc đáng kính, và nó phải được thể hiện ra bằng những cái hành động cử chỉ ở bên ngoài. Ví dụ như là mình là một cái người đấy có biết nghĩ đến công ơn cha mẹ thầy tổ thì nó mới cung kính cha mẹ thầy tổ, còn nếu mà không thì nó sẽ không cung kính. Biết cái người nào người ta biết rằng là Đức Phật có cái ân đức như thế, giáo pháp có ân đức như thế, chư tăng có ân đức như thế thì người ta mới kính kính lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn có những người nào người ta không biết thì người ta sẽ không không cung kính. Vậy thì cái lòng cung kính nó chỉ khởi lên ở những cái người có trí tuệ, có cái sự hiểu biết, có cái tâm thiện lành hiểu biết thì đây là bậc đáng kính. Đây là những cái bậc có ân đức, những cái bậc có ân đức thì người ta mới kính lễ. Còn nếu người ta không biết là những bậc này có cái gì đáng để cho mình kính, có cái ân đức gì. Ví dụ như là mình biết đây là những bậc cao thượng hơn mình cho nên là mình kính lễ, thì bởi vì mình biết là đây là những bậc cao cao quý hơn mình, cao thượng hơn mình cho nên mình kính lễ. Nhưng mà cái người mà có cái tâm là cái người này là cái người tầm thường làm gì hơn mình, tức là cái người mà có cái tâm ngã mạn, tự cho mình là cao quý, thì cái người đấy sẽ chỉ có một, cái thằng kia nó nhìn thấy mình nó không có chào mình. Đấy.
thì cái người đấy chỉ có nghĩ là người khác phải kính lễ ta. À, thì cái đấy là cái người đấy nó sẽ rất khó khởi lên được cái tâm cung kính, bởi vì người đấy là cái tâm ngạo mạn, cái tâm ngạo mạn cứ nghĩ mình là lớn. Nhưng mà cái người nào mà nghĩ là mình là nhỏ bé, có những bậc lớn hơn, cho nên đáng để cho mình kính, thì nó mới khởi lên được cái tâm cung kính. Nhưng mà bây giờ có cái người lại bảo thôi tôi để chắc ăn ai tôi cũng kính, ai tôi cũng cung kính hết, gặp Phật tôi cũng kính Phật, gặp những cái người có đạo đức tôi cũng kính, gặp những cái người vô đức tôi cũng kính. Thì cái người đấy có phải là cái người có hạnh cung kính không? Cái người đấy thì lại cũng không phải là người có hạnh cung kính, lại trở thành người si mê. Cái người si mê không biết phân biệt, thế là cái người không biết kính những bậc đáng kính, nhìn thấy con bò quỳ xuống lại lại ngài, lại ngài. Cái người đấy ai bên Ấn Độ bây giờ ai mà đi du lịch Ấn Độ mà sang bên sông Hằng mà chứ, người ta đắp cái tượng bò to cũng, người ta rất là cao, người ta tôn thờ bò, người ta coi là thần. Đi ở trên đường này xong là nếu mà bò mà vào nhà mình mà ỉa ra được một đống ấy, thì người ta phải lấy thúng người ta xúc này, người ta coi đấy là ban phước lành rồi, người ta mang đi phơi người ta chát lên tường để chờ cho nó khô đi, người ta mang cái phân đấy chia nhau ạ, hoặc là mang đi nướng khoai, nướng ngô, hoặc là mang cái khoai ngô đi bán, phải cái giá nó phải đắt gấp mấy lần cái thức ăn bình thường khác. Những cái gì mà được nấu nướng bằng phân bò hay là cái hàng cao cấp và chất lượng. Bây giờ ai mà đi du lịch bên Ấn Độ sẽ được ăn những cái đồ ăn của phân bò, nướng bằng phân bò, thì phải trả cái giá rất là đắt. Thì có những cái chỗ tức là kính những bậc không đáng kính, kính Di Hầu coi như là vua Đế Thích thời xưa thời xương vậy. Có những người người ta mê mờ như thế, người ta thấy con khỉ người ta bảo đây là vua trời, mọi người lại đảnh lễ đi em, là mọi người cũng coi lại đảnh lễ. Thế là bây giờ người ta bảo đây có những người người ta nhặt lên mấy hòn ngói hòn sỏi, đây là gạch minh, đây là ngọc minh châu này, mọi người mang về mà trả. Thì cái người gọi là kính những cái đối tượng không đáng kính mà mình kính là mình bị mất cái trí tuệ, bị mất trí tuệ. Còn nếu mình có những bậc đáng kính mà mình không kính thì mình sẽ bị tổn hại công đức, tổn hại phước này. Những cái bậc đáng kính mà mình lại khinh thường thì mình sẽ tạo ác nghiệp. Còn những cái bậc không đáng kính mà mình lại cung kính thì mình cũng tạo nên những cái ác nghiệp, đó là si mê tà kiến. Vậy thì cái người phải biết ai là bậc đáng kính thì phải kính. Vậy thì chỉ có những người có trí tuệ mới biết được đây là bậc đáng kính, đây là những bậc không đáng kính. Vậy nhưng cái ai mà là những người hơn mình thì mình phải kính. Ví dụ như những bậc đàn anh là những bậc hơn mình, gọi là những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng lão, những người có thể người ta hơn mình về tuổi tác. Vậy thì cái người ít tuổi hơn phải tôn trọng, phải kính trọng cái người nhiều tuổi. Hay là những cái người các bậc tiền bối thì những cái người đấy là những cái bậc đấy là phải kính. Những cái bậc là cha mẹ thầy tổ này, những cái người phải kính. Những cái bậc có đức hạnh, nhìn là những bậc có giới đức, những cái bậc đấy không có làm những ác nghiệp là những bậc đáng kính. Giới đức, định đức, tuệ đức, những bậc có giải thoát chi kiến đức đấy gọi là kính. Những bậc thuộc về tam bậc là những bậc đáng kính. Cung kính đấy được thể hiện bằng những phước lành, được cung kính thì được những phước lành, diệt trừ được tâm kiêu mạn nên không bị tổn giảm phước lành. Nếu bây giờ mình mà không kính những cái bậc đáng kính, ví dụ những cái mình thấy những cái bậc đáng kính nhưng mà mình bị khinh, mà mình khởi lên cái tâm ngã mạn, mình khinh thường, mình coi thường, thì coi chừng mình sẽ bị đoạn, mình sẽ bị đoạn lớn. Như là thời ngày xưa có những bậc thánh nhân hay là những bậc A-la-hán hay là Đức Phật là những bậc
và có giới đức rất là lớn. Nếu như ai khởi lên cái tâm khinh thường thì sẽ bị cái quả báo, thậm chí là bị quả báo ngay nhãn tiền, bị quả báo ngay trước mắt. Ví dụ như là khi xưa Đức Phật đang đi trên đường đi khất thực, thế là có một cái ông vua ở một cái nước nhỏ nhỏ, ông bảo hôm nay mình sẽ cho Đức Phật, cho Phật nhịn một bữa. Đó là ông ấy sai người là đem hết đồ ăn rượu thịt ra giữa đường bày ra đấy, ngồi nhấu, ngồi đấy và uống rượu. Thì lúc đấy Đức Phật với những chư tăng đi qua thì ông này cũng không tránh được, cứ ngồi coi như không biết gì hết, cứ ngồi nhắm. Thì cái ông này là ông bố của Đề Bà Đạt Đa, bố của Đề Bà Đạt Đa. Thì nhưng mà vì ông nghĩ rằng là ông Phật này thì đã không 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 công nhận cho Đề Bà Đạt Đa được một cách ni ra khỏi giáo đoàn, không truyền lại cho Đề Bà Đạt Đa làm trưởng giáo đoàn. Thì cái ông này ông ấy cũng là bố của Gia Du Đà Na. Thì ông nghĩ là vì ông này đi tu cho nên là bỏ lại con gái mình, cho nó bị cô đơn, cho nên là bây giờ mình trả đũa lại bằng cái cách là cho hôm nay chết đói một bữa. Thế là lúc đấy Đức Phật đứng đấy, nhưng mà ông không tránh đường, cho nên Đức Phật phải quay trở về, ông đấy không được ăn. Thì đi một đoạn thì Đức Phật mới nói rằng là trong 7 ngày nữa thì cái ông này sẽ bị cái quả báo, bị cái quả báo là đất sẽ nứt ra và ông rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Và cái nơi mà đất nứt ra sẽ là ngay ở dưới cái chân cầu thang ở cái nhà của ông. Thế thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì những cái người mà đi cái hậu và những cái người ta đi gần, đứng gần Đức Phật, người ta nghe thấy, người ta nói lại, người ta nói với ông là Thế Tôn nói là trong 7 ngày nữa ông sẽ chết và ông sẽ đất sẽ nứt ra và ông sẽ rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ ngay ở dưới chân cầu thang. Thì ông này nói là ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy là lời của một vị Phật nói cũng bị xa, đó là ngày hôm đấy ta sẽ không chết cho mà xem. Nên là ông đến cái ngày hôm thứ bảy, ông mới đi lên cái tòa nhà 7 tầng, ông ngồi trên tầng thứ bảy, ông bố trí người là canh gác, hễ mà thấy ta đi xuống phải đẩy ta đi lên, không được cho ta xuống. Ông bố trí sẵn như thế mà khóa hết tất cả các cửa lại, mà bằng mọi giá không được để cho ta đi xuống tầng 1, thì chắc chắn ta sẽ không bị đất nuốt chửng. Thế là ông cứ ngồi cho đúng đến giờ ngọ, thì có một cái con ngựa ở trong chùa nó sổng ra, thế mà nó chạy lung tung. Thì con ngựa này con ngựa quý mà chỉ có cái ông này mới điều phục được nó. Lúc đấy ông thấy con ngựa quý của ông nó chạy, nó quên hết tất cả mọi thứ. Lúc đấy là cái ác nghiệp nó trổ quả, quên hết. Và lúc đấy ông chỉ chạy ra để ông điều phục cái con ngựa, ông sợ mất con ngựa báu mà. Khi mà ông chạy ra thì tất cả những cái quân lính mà ông bố trí nó cũng quên hết. Thay vì nó đẩy ông ấy lên thì nó cứ đẩy ông xuống. Ông cứ chạy đến đâu thì nó mở cửa ra, nó đẩy xuống. Khi đi xuống đến chân cầu thang ấy, nó đất nứt ra mà rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Thì đấy là một cái hành động lỗ mãng, và nó sẽ trổ một cái quả báo tức thì. Như vậy thì đối với những bậc đáng kính có đức hạnh lớn mà mình không cung kính mà thì mình sẽ bị tổn giảm những cái phước đức như vậy, mình sẽ tạo nên những cái ác nghiệp lớn như vậy. Thì nhưng mà cũng những cái bậc có phước lành lớn như vậy, những cái bậc có đức hạnh lớn như vậy, nếu lúc đấy mình khởi lên cái tâm cung kính thì mình sẽ tạo ra được những cái phước lành rất lớn. Như những cái người mà cung kính đến Phật thì thường thường những cái người đấy sẽ chỉ bằng cái hạnh, cái tâm cung kính đảnh lễ Phật thôi, nó cũng sẽ tạo ra cái nhân mình có thể sinh về cái cõi thiên giới hoặc sinh trở lại làm người. Mà những cái phước lành sẽ trổ suốt trong cái kiếp sống đó. Có những cái vị chư thiên mà khi mà còn ở cõi người thì bố thí suốt cả một đời, vì đó làm những cái việc bố thí, đó là bố thí bằng cái thực phẩm cho mọi người, mà cái nước vo gạo của cái vị đấy chảy ra ở trong mà chảy thành một cái dòng chuối, mà hàng ngày vị đó tức là làm những cái thực phẩm nhiều như thế để bố thí, và sau đó vị đó được sinh lên cõi thiên giới, vị đó có một cái hào quang rực rỡ, rồi sau đó có một vị thiên sinh lên sau,
Thì mỗi khi vị thiên này xuất hiện thì cái hào quang vị đó mạnh quá và đẩy vị đó lùi ra xa tới mấy do tuần, mấy chục cây số. Nên là vị thiên kia mới đến thắc mắc hỏi Đức Phật về Đức Thế Tôn, tại sao mà cái vị thiên kia cứ xuất hiện mà là con bị đẩy ra xa. Thì là lúc đấy cái vị thiên kia thì Đức Phật mới cho biết là cái vị thiên kia vì cái công đức là đã cúng dường đến một vị A-la-hán và một thìa cơm. Thế nên là vị này ngạc nhiên mà con này làm việc thiện bố thí suốt cả một kiếp sống không biết làm bao nhiêu là cái công đức để bố thí cúng dường để làm cái thiện nghiệp. Mà tại sao cái công đức lại không bằng cái công đức của cái vị kia chỉ có cúng dường đến một vị A-la-hán có một thìa cơm. Thì lúc đấy Đức Phật mới giải thích về cái sự cúng dường cho cái đối tượng thọ nhận là những cái bậc có công đức và cái đối tượng thọ nhận là những bậc không có công đức. Bởi vì ông làm cái thiện nghiệp thì lớn, nhưng mà những cái người mà thọ nhận toàn là người tham sân si, ăn xong rồi suốt ngày họ cắn nhau, họ chửi nhau, họ đánh nhau, rồi là họ hung hăng này nè. Ăn xong rồi người ta không có tạo tác cái công đức, không có tu tập mà về thân khẩu ý gì, người ta cứ phóng dật buôn lung. Giống như là bây giờ mình cho mấy cái con chó con nó ăn xong rồi bắt đầu nó quay ra nó cắn nhau, quay 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 quay, có công đức không? Công đức lớn rồi. Thì cái sự bố cái hạnh cũng như thế, cái đối tượng để mình kính trọng là những cái đối tượng có đức hạnh lớn thì nó tạo ra cái phước lành lớn, nhưng cái đối tượng để mình kính trọng là những cái người tầm thường thì nó tạo ra cái phước lành tầm thường. Thì cái sự cung kính nó được cái phước lành, phước lành như vậy tăng trưởng được đức hạnh, tăng trưởng được phước lành, vì trí tuệ luôn tưởng nhớ đến đức hạnh của các bậc đáng kính, nó theo gương của những bậc đáng kính nên y đức và tăng trưởng và được nhiều người kính trọng. Và khi mệnh chung với cái hạnh cung kính được sinh về cõi lành cao thượng. Và mỗi một người khi mà chết đi thì người ta sẽ bắt về một cái nghiệp, thì cái hạnh cung kính này cũng là một cái nghiệp để cho người đó đi tái sinh. Ví dụ cái người nào thường ngày người ta hay kính lễ Phật, đến lúc lâm chung người ta hay thấy cái hình ảnh Đức Phật hiện ra, và cái người đấy sẽ sinh về cái cõi này. Những người nào mà cho nên những cái thiền sinh nào mà thực hành đến cái pháp quán về nhân duyên thì cái vị đấy quán về nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, vị đó sẽ thấy. Nhất là những cái người nữ, người ta chết người ta hay bắt những cái hình ảnh là những bậc đáng kính, bởi vì cái người nữ là người ta có cái tâm cung kính lớn, người ta hay kính Phật, kính pháp, kính tăng. Cho nên hoặc là có người thì kính về bảo tháp, kính cội bồ đề, kính hình ảnh tượng Phật, đều là những cái hạnh cung kính. Và những cái hạnh đấy đều là cái nhân lành để sinh về cõi nhân giới và thiên giới. Nhưng còn cái người nào mà có cái tâm ngã mạn thì sẽ bị tổn hại phước này. Thế là cái phước này, vậy thì phước này ở đây là cái cung kính những bậc đáng kính thì sẽ tạo ra phước này. Và nó có phước này nữa, đó là khiêm nhường. Cung kính và khiêm nhường. Khiêm nhường là một phước lành cao thượng. Đấy, khiêm nhường là cái gì? Khiêm nhường thì nó có giống cung kính không? Khi mình cung kính thì có khiêm nhường không? Khi cung kính thì nó cũng là một cái sự khiêm nhường. Nhưng khiêm nhường đây là khiêm nhường là một cái sự khiêm tốn, tôn trọng, bao dung, rộng lượng với cả những người thấp hơn mình. Ví dụ như người lớn thường nhường cho trẻ con những đồ tốt đẹp hơn mình. Có phải là những đứa trẻ con nó xứng đáng được được hưởng những cái tốt đẹp hơn không? Nhưng mà thường thường người lớn hay nhường nhịn, hay nhường cho trẻ con. Vậy thì cái người cái hạnh khiêm nhường ấy, nó là một cái hạnh có cái công đức. Cái khiêm nhường ở đây có nghĩa là mình nhường nhịn, nhường cho những cái người thấp kém hơn mà mình có thể nhường nhịn được. Những người có đức hạnh thì nhường nhịn, không chấp mặt với tiểu nhân. Bây giờ cái người mà mình thấy ai có lỗi mình cũng bắt bẻ nó đem ra xử lý, thì mình có khiêm nhường. Khiêm nhường thì vậy, ví dụ như là bây giờ có một cái người mà mình có học võ công rất là lớn, đi ra đường gặp mấy đứa trẻ con mà rủ đánh nhau, đã không ra.
Đấy thì lúc đấy thì bạn à thì ra là nó không dám chơi với mình, vậy là mai mình bắt à, cứ gặp nó là mình phải nặng để uy hiếp để bắt nạt. Cũng giống như là cái câu chuyện không có một con sư tử nó vừa mới bắt được một con voi, nó ăn thịt xong rồi nó ra suối nó uống nước, xong là đến lúc mà nó đang từ suối nó đi lên thì nó thấy con nợ, thì lúc ấy con sư tử nó nghĩ là à, nếu bây giờ mình mà đi cái đường này thì con nợ kia nó sẽ sợ mình, nó chạy mất à, hôm nay mình tránh sang đường này à, mai mình đói bụng mình sẽ bắt nó mình ăn cho nó dễ. Thế là con nợ mới nhìn thấy con sư tử quay đi thì nó nghĩ à, cái con kia hôm nay nó sợ mình. Nó sợ mình thì lúc đấy con nợ là này bạn, ta hai chân bạn cũng bốn chân, chúng ta đấu một trận xem sao. Lúc đấy con sư tử mới bảo thôi hôm nay ta không 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 tiện chiến đấu, nhưng mà hẹn ngày mai gặp nhau được không? Bảo được rồi, mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây và chiến đấu một trận để phân tài cao thấp. Thế là lúc đấy con nợ nó về nó khoe với cả đàn nó rằng là hôm nay tôi đã hẹn giao chiến với con sư tử rồi. Thì tất cả cái đàn nữa bảo ngươi sắp chết rồi, ngươi mang lại một tai họa lớn cho cả bầy đàn chúng ta. Con sư tử đấy không những nó ăn thịt người mà nó ăn thịt hết cả cái đàn lợn này. Thế nên bảo thế lúc đấy con lợn sợ quá và thế bây giờ tôi phải làm sao? Thế bây giờ ngươi chỉ có đi đến cái hầm phân là của các vị tu khổ hạnh ấy, ngươi dầm ở trong đấy một ngày một đêm và sau đó phải tìm một cái chỗ thật cao đứng ở cái hướng gió ấy, để cho con sư tử nó đến nó hít thấy cái mùi hôi thối nó bỏ chạy. Thế là con lợn để làm y như thế, đi dầm vào cái hầm phân thì xong là hôm sau sư tử nó đến. Em nghĩ là con lợn này nó rất là hôi thối, nếu mình dùng tay đánh nó thì bẩn tay mình dùng răng cắn nó thì bẩn răng mình. Thế là lúc đấy lợn mới bảo là à lại đây chúng ta hãy phân tài cao thấp, thì nó bảo thôi ta thua. Ta xin thua. Thì những cái bậc mà có những cái bậc mạnh hơn đôi khi mình phải xin thua những bậc yếu hơn, thì cái hạnh xin thua đấy là khiêm nhường, đúng là con sư tử khiêm nhường đấy. Thì đôi khi mình không nên chấp, mình không không nên chấp những cái người tầm thường, những người tiểu nhân thì người ta có nhiều phiền não, có nhiều những cái ác ý, có người ta hay gây sự. Nhưng mà những cái bậc mà đại nhân những cái thì mình không có chấp trước, mình có thể nhường nhịn. Thì cái sự nhường nhịn đấy chính là cái hạnh khiêm nhường. Khi mình có thể nhường nhịn được những cái người này nhường nhịn người kia. Rồi khi con muỗi nó cắn mình cũng cố gắng nhịn cho nó cắn một tí cho nó ăn no, nó đi bay đi chỗ khác nó ngủ. Đấy là một cái sự khiêm nhường. Thì đôi khi có người khác người ta đến người ta hành hạ mình tí mình cũng nhường nhịn cho nó qua chuyện. Thì cái sự khiêm nhường như thế, khiêm nhường nó không phải là nó khác với lại cái hạnh cung kính. Là cung kính thì là kính những bậc lớn hơn mình, mà mình thì những bậc đáng để cho mình kính. Nhường là nhường những cái bậc nhỏ bé hơn mình lớn hơn nhưng mình không chấp thì đấy là nhường. Nhường nhịn. Thì cái sự khiêm nhường ấy, đấy là một cái phước lành, một cái phước lành cao thượng, là người có nhiều bạn bè, có nhiều đồ chung. Chứ bây giờ mình hơn người và lúc nào mình cũng vỗ ngực hơn người, có ai dám đến gần không? Lúc nào nhưng mà cái người mà có cái hạnh khiêm nhường thì mình sẽ được mọi người yêu quý. Cái người đấy sẽ có nhiều người kết bạn bè, cái người đấy sẽ còn là người có nhiều đồ chung, mọi người đều cảm mến đức hạnh, mọi người khác sẽ cảm mến thân cận với người đấy, bởi vì cái người đó không có chấp vật, cho nên là mọi người cảm mến được, mọi người thích giao tiếp và kết bạn. Đấy là cái hạnh của cái người khiêm nhường. Phước lành nữa là phước lành tri túc, cung kính và khiêm nhường, tri túc và tri ân. Hạnh tri túc,
là hài lòng với những cái gì mình đang có, những cái gì mình đang có. Chi chi có nghĩa là biết, còn túc có nghĩa là đủ. Chi túc có nghĩa là biết đủ, có nghĩa là mình có cái gì thì mình đủ rồi. Mình bảo ăn no chưa, mà ăn đủ rồi. Có đủ quần áo mặc chưa, đủ rồi. Có nhà cửa đủ để ở chưa, đủ rồi. Vậy thì chi túc là như thế. Chi túc là người không có lòng tham cầu các vật dụng hoặc tiền tài công danh một cách quá, tức là một cách thái quá, một cách vô độ. Tức là mình không có cái sự mong cầu những cái vật dụng hàng ngày này một cách vô độ, thì đấy tôi gọi là chi túc, biết đủ với những thứ cần dùng chứ không có tích trữ dư thừa. Tức là cái người chi túc là chỉ cần đủ chứ không cần thừa. Tức là trong cái cuộc sống này mình chỉ cần mọi thứ để đủ để dùng thôi, chứ không cần phải tích trữ nhiều, không cần phải tích trữ dư thừa làm gì, đủ để dùng. Như bây giờ như Đức Phật dạy trong một cái bài kinh, Đức Phật nói rằng là các vị Bà La Môn thuở xưa thì buổi sáng đi tìm ăn buổi sáng, buổi chiều đi tìm ăn buổi chiều. Còn các vị Bà La Môn bây giờ buổi sáng đi tìm ăn buổi sáng, ăn no rồi lại gói phần mang về. Buổi chiều lại đi tìm ăn buổi chiều, ăn no rồi lại lấy phần cho ngày hôm sau. Đấy là các vị Bà La Môn. Các vị Bà La Môn tuổi xưa thì chỉ các vị nam Bà La Môn chỉ có lấy các vị nữ Bà La Môn, chứ không có lấy các cái vị nữ ở thuộc về các cái giai cấp khác. Các vị Bà La Môn thuở ngày xưa thì không có buôn bán các nữ Bà La Môn, còn thuở bây giờ thì các nam Bà La Môn buôn bán nữ Bà La Môn. Tức là cái thời xã hội thời Đức Phật ấy, thì được chia ra các giai cấp, và các cái vị Bà La Môn là những cái người người ta tự cho là ở cái giai cấp cao nhất, thì người ta thuộc về dòng giống có màu da trắng, có uy quyền và nắm giữ những cái nghi lễ tế tự thắng mà được kính trọng ở trong dân, giống như các vị thầy cúng bây giờ, vị Bà La Môn ngày xưa ở Ấn Độ, giống như các vị thầy phù thủy, hay là giống như các cái vị thầy mo, thầy bói, thầy cúng thời bây giờ. Nhưng mà cái xã hội ngày đấy người ta rất là kính trọng các vị Bà La Môn như vậy. Nhưng mà lúc này Đức Phật nói là con chó thời bây giờ buổi sáng tìm ăn buổi sáng, buổi chiều tìm ăn buổi chiều, con chó không có thích chứ. Con chó bây giờ thì nó không có, con chó đực không buôn bán chó cái. Vậy thì đấy là cái gọi là cái hạnh cổ của các Bà La Môn mà bây giờ chỉ còn có ở trong các con chó. Các vị Bà La Môn ngày xưa chỉ đến với nam Bà La Môn, đến với nữ Bà La Môn chỉ vì mục đích đẻ con, nhưng mà các nam Bà La Môn bây giờ đến với nữ Bà La Môn là chỉ để thỏa mãn cái nhục dục. Thế thì con chó được bây giờ chỉ đến với con chó cái chỉ vì mục đích đẻ con. Thì cái đấy được gọi là cái hạnh chi túc. Chi túc có nghĩa là không có tham cầu, không phải là vì cái mục đích dư thừa đem những cái hưởng thụ những cái dục nạp một cách vô độ, mà chỉ cần nó vừa phải thôi. Vậy thì cái gì là cái cần dùng trong cái cuộc sống này để nó vừa đủ? Ví dụ như thức ăn là một trong những cái chỉ cần đủ ăn là được rồi. Có nghĩa là buổi sáng có cơm ăn, buổi trưa buổi chiều có cơm để ăn, thế là được rồi. Ăn hôm nay biết hôm nay ngày mai thì lại đi kiếm ăn tiếp. Thì cái thuở ngày xưa mà cái thời mà mới khai sinh ra cái thuở đầu tiên là cái thuở mới khai thiên lập địa, cái thuở đấy trái đất là mới bắt đầu có hình thành, có sự sống, thì lúc đấy con người là như thế, cứ buổi sáng đi ra đồng lấy lúa về ăn, xong là ngày hôm sau lại đi ra đồng lấy lúa về ăn, hôm nay thì biết nay, ngày mai biết ngày mai. Lúc đấy có một người đâu bảo tội gì ngày nào mình phải đi lấy nhỉ, hôm nay đi lấy luôn cho ngày mai. Ngày hôm sau người hàng xóm bảo này bạn ơi, chúng ta đi ra đồng lấy lúa về ăn. Bảo không, tôi lấy từ hôm qua rồi. Người kia bảo ô bạn giỏi nhỉ. Thế là bảo cái người đấy người ta biết lấy một ngày cho hai ngày lại, mình cũng bắt trước. Thế là cứ bắt trước nhau như thế thì dần dần cái lúa bắt đầu nó trở nên kém năng suất đi. Lúc đầu ấy thì nó cứ hôm nay đi lấy về mai nó tự nó mọc lên. Ngày mai ra nó có lúa ăn luôn. Mà về sau mọi người cứ lấy tích trữ rồi cái tâm tham cầu nó nhiều, xem là lúa nó không mọc lên ngay nữa, lấy về một cái là nó chết, xem lại phải để lại mấy hạt giống để đi trồng tiếp.
cái tâm con người như thế càng tham cầu ấy, cái tâm phiền não ấy, cái tâm tham sân si càng tham cầu mạnh lên ấy, thì là những cái vật chất nó sẽ càng trở nên khó khăn lên, và cái người đấy sẽ càng trở nên vất vả hơn, càng tham cầu thì càng phải vất vả hơn mà. Là thức ăn về quần áo mặc chẳng hạn, chỉ cần có cái để che thân là được rồi, mặc là để làm gì? Mặc là để che nắng, che mưa, che nóng, che lạnh, che muỗi, che mỏng, cái gì cũng che được mà, vỏ cây cũng che được mà, hoặc là những cái vải bọc người chết cũng che được mà, thì hoặc là những cái quần áo, những cái vải bình thường cũng che được. Vậy thì mặc có nghĩa là chỉ cần để đủ để che thân, chứ không phải là hôm nay mặc bộ này, hôm nay ngày mai là phải mặc bộ này, ngày mốt phải mặc bộ này, ở trong nhà mặc bộ này, ra đường mặc bộ này, đi gặp người này mặc bộ này, gặp người kia mặc bộ này. Đấy là tính toán lo toan như vậy, đấy là cái người đấy là mất chi túc, không có chi túc. Còn những người chi túc không cần mặc, chỉ cần đủ để che thân thôi, chỉ cần đủ để mùa lạnh thì đủ để cho nó ấm, mùa nóng này mặc để cho nó mát mẻ là được rồi. Đấy là chi túc. Chi túc thì là chỉ cần đủ nhưng không cần tích chữ, và người không chi túc thì phải làm rất là nhiều 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 để tích chữ trong đấy, hôm nay lo cho ngày mai. Chỗ ở chỉ là để che nắng, để che mưa, che gió, để cho mình cái cuộc sống được nó bình yên, để che những cái sự nguy hiểm. Vậy thì mình ở đâu cũng được, vậy thì ở trong hang cũng được, ở trong một cái chòi cũng được, ở trong cái nhà bằng đất cũng được, bằng đá cũng được, bằng xi măng cũng được, miễn là nó có cái gì đó nó có thể che được nắng mưa, nó có thể bảo vệ được khỏi những cái thú dữ, khỏi những cái sự nguy hiểm đến thân thể. Thì đấy là chi túc. Còn những người không chi túc thì mà ở nhà phải có 2 tầng này, 3 tầng này, 5 tầng, 7 tầng này, phải có nhà để ở mùa hè này, nhà để ở mùa đông này. Phải có nhà ở trên phố này, phải có nhà dưới biển này, phải có nhà ở đây ở đó, nhưng mà phải có nhiều nhà cửa. Thì đấy là nó sẽ sinh ra cái sự tích trữ. Như vậy thì mình sẽ no lắng, ở đây mình sẽ no ở kia. Đấy là một cái chi túc, thì nó là những cái vật dụng mà mình chỉ cần sử dụng cho đủ thôi, không cần dư, thì đấy là cái chi túc. Thực phẩm và dược phẩm là những cái thuốc để chữa bệnh. Khi nào có thuốc đau đầu thì có thuốc đau đầu, là được gọi đau bụng là có thuốc đau bụng. Đấy là những cái dược phẩm, là những cái mình thứ mình dùng để chữa bệnh. Mà mình phải có cái thuốc này để bồi bổ này, cái thuốc này bổ tim này, thuốc này bổ gan này, thuốc này bổ da này, thuốc này bổ tóc này. Thì cái đấy nó sẽ là một cái đa cầu, và nó ngược lại với chi túc. Vậy thì chi túc là thế, chi túc là chỉ cần có cái để ăn, có cái để mặc, có cái để ở, và khi bệnh thì có cái thuốc để chữa bệnh. Đấy được gọi là cái hạnh là chi túc. Người chi túc thì được những phước lành cao thượng, như là được an vui tự tại như bậc thánh nhân. Thế là cái người, những bậc thánh nhân là những bậc chi túc. Nhưng bậc bậc có bậc thánh nhân nào mà lại ở trong túi rủng rỉnh tiền bạc đủ mọi thứ không? Và bậc cái vị đấy vị là một bậc thánh có nhiều tiền lắm, em chắc phải đến xin vị ấy, vị ấy sẽ cho, vị ấy mở tủ ra là vàng rơi ra là vàng, thì cái vị gọi là thánh không? Thì cái sự an vui tự tại như một bậc thánh nhân, thì những cái người dù là một phàm nhân nhưng mà sống chi túc thì cái vị đấy cũng có cái phong cách của một bậc thánh nhân. Còn bậc thánh nhân mà còn có nhiều, còn tích trữ quá nhiều đồ đạc, quá nhiều thứ, thì cái vị đấy sẽ mất cái hạnh của bậc thánh nhân. Đó không bị các cái ác dục nó cám dỗ, là một cái người chi túc rồi thì dù có cái gì ở trên đời này, không có cái gì có thể hấp dẫn và có thể cám dỗ được vị đấy. Không có cái sắc thanh hương vị xúc cái ngũ dục trần gian gì, ai có thể mang tiền mang vàng
mang cái danh vọng, mang cái gì đến cám dỗ và hãy làm việc này thì tôi sẽ trả cái này. Tức là không ai có thể xui khiến được vị đấy nữa, vị đấy sống tự tại, không bị trói buộc, không bị ai trói buộc mình, bởi vì mình không còn bị cái gì cám dỗ. Không cám dỗ thì còn ai đến để mà dụ dỗ nữa. Vậy thì vị đó không bị các dục cám dỗ, không bị, không tạo các ác nghiệp. Tức là một cái bậc chi túc rồi thì còn tạo ác nghiệp gì nữa. Chi túc là cả chỉ cần biết đủ thôi, biết đủ, mình không có tham cầu, không có, thì cái người đấy không có bon chen, không có cạnh tranh, không có đấu đá với ai, thì không có tạo ác nghiệp với ai, không gây oan trái, không kết thù hằn với ai nữa. Để cái người chi túc là như thế, thì người ta sẽ tự tại như thế. Và cái người chi túc thì dễ dàng tu tập giới định tuệ và chứng đắc niết bàn. Người chi túc là như thế, sẽ dễ dàng chứng. Những cái người nào muốn tu chứng được cái pháp thượng nhân, giới thực hành thiền chỉ thiền quán, thì cái người đấy phải là cái người chi túc. Cái người đấy là cái người biết đủ. Nếu còn cái người đấy còn mong cầu, còn mong cầu, còn có cái tâm tham cầu quá thì cái người đấy sẽ không thành tựu được. Cái người đấy mà tích trữ quá nhiều đồ dư giả thì người đó không thành tựu được. Thì chi túc ở đây nó là vậy. Nhưng mà lúc đấy mình bảo tại sao có những cái vị vị đấy có những cái vị hào phú như là ông Cấp Cô Độc, ông rất nhiều tiền của vàng bạc mà ông vẫn tu chứng được sơ quả dự niu. Như bà Visakha là một cái người rất giàu có, tại sao vẫn chứng được sơ quả? Vô Tần Bà Sana vẫn có đầy đủ uy quyền, cùng bà mỹ nữ, tại sao vẫn chứng được bậc thánh nhân? Vậy thì những vị đấy có chi túc không? Vị đấy có chi túc. Cái chi túc ở đây là vị đó biết đủ với những gì mình đang có. Ví dụ ta làm vua, ta biết đủ cái những cái mình đang làm vua đây rồi, thế thôi, không cần phải đi xâm chiếm nước khác nữa. Vậy có nghĩa là mình biết đủ với những gì mình đang có rồi. Như ông Cấp Cô Độc, khi mà ông ấy giác ngộ trở thành một bậc thánh nhân rồi, thì lúc đấy ông ấy không còn cái nao tâm khổ tứ để đi buôn bán làm ăn như cái lúc mà ông còn là phàm nhân nữa. Vì lúc đấy ông ấy chi túc biết đủ, mà suốt ngày ông chỉ đi đến chùa, ông nghe pháp rồi ông ngồi thiền, ông nghe kinh, ông không lo làm ăn, mà đến nỗi một cái vị nữ thần ở trong nhà còn phải hiện ra trong cái một cái đêm ông đang nằm ngủ, thì mà nữ thần còn hiện ra và nói này, ông Cấp Cô Độc, ông không lo làm ăn thì ông sạt nghiệp. Từ nay ông đừng có đến chùa, đừng nghe pháp, đừng cúng dường Đức Phật nữa, hãy lo làm ăn đi, kẻo vỡ nợ đến nơi rồi. Thế lúc đấy ông bảo ngươi là ai? Tôi là nữ thần sống ở trên cửa nhà ông. Bảo ngươi đến đây làm gì? Tôi đến để cảnh tỉnh ông, hãy làm ăn có thì vỡ nợ. Bảo ngươi hãy đi khỏi đây, hãy ra khỏi nhà ta. Ta không chấp nhận cho một cái người mà có cái tâm bất thiện như thế sống ở trong nhà ta. Thế là bà này, cái bà nữ thần mà nói ông không được, bà đi, bà đến bà nói với con trai, này cậu, cậu hãy khuyên ông chủ hãy làm ăn đi, đừng đi đến chùa nữa, ông có gì vỡ nợ. Ông bảo, mà ngươi là ai? Ta là nữ thần. Bảo ngươi hãy ra, ngươi hãy đi khỏi nơi khác, ta không nghe những lời như thế. Thế bà này lại đến khuyên một cái vị là trưởng kho của ông Cấp Cô Độc cũng khuyên như thế, ông cũng đuổi, bảo ngươi hãy đi đi, ta không có nghe những lời đấy. Thì những cái người đấy là những người đã giác ngộ, tất cả những người trong nhà ông Cấp Cô Độc do nghe giáo pháp đã giác ngộ, người ta không còn coi trọng cái chuyện là đi làm ăn tích trữ tài sản nữa, mà những cái người đấy người ta chỉ lo tu tập, người ta chi tốt, người ta biết đủ với những gì người ta đang có. Sau đó bà này bị đuổi đi rồi, sau đó bà đã khóc nóc vì mất chỗ ở, nên là đi tìm các cái vị tứ đại thiên vương để hãy giúp ta, rồi để cho đến khi phải lên đến vua trời Đế Thích, và vua trời Đế Thích bảo bây giờ bà muốn thì phải sám hối bằng cái cách là đi tìm những cái kho báu của ông Cấp Cô Độc ông ấy chôn mà ông bỏ quên ấy, rồi đi đòi nợ cho những cái gia chủ mà người ông Cấp Cô Độc ông ấy cho vay mà bây giờ người ta không trả, nhưng cũng không đi đòi, vì lúc đấy ông ấy không cần thiết. Nên là cái bà nữ thần này đi đòi nợ, đi kiếm những cái kho vàng đã mất về, thì ông Cấp Cô Độc lúc đấy là ông ấy đang trên cái bờ vực phá sản, ông lại trở lại thành một nhà triệu phú. Những cái sự gọi là chi túc là như thế, tức là biết đủ,
Biết đủ ở đây không, chi túc ở đây không có nghĩa là ta đang có này ta phải vứt đi, ta nhiều quần áo quá ta phải vứt đi, không có người ta bảo mình không chi túc. Chi túc có nghĩa là không cần phải vứt cái để đấy, nhưng mà đừng có đắm nhiễm với nó là được. Ta có nhiều tiền của vàng bạc, nhiều nhà của quá, ta vứt vợi đi, không có người ta bảo mình không chi túc. Chi túc không có nghĩa là người ta bảo mình chi túc mới là chi túc, mà chi túc là cái tâm của mình ấy, nó không có khởi lên cái tham, nó không đắm nhiễm, nó không tham cầu nữa. Nó dừng lại cái lúc mà nó chưa chi túc ấy, thì nó tham cầu, bây giờ nó chi túc rồi thì nó chấp nhận với những gì mình đang có. Thì đấy là chi túc. Người chi túc như vậy, cho nên rằng là người nào có cái tâm chi túc thì có thể thành, có được những cái công đức. Và cái nữa là chi ân, chi túc và chi ân. Chi ân là gì? Chi ân là nhớ nghĩ công ơn của những người đã giúp đỡ mình. Chi ân tức là những người nào mà có ơn, có ân với mình thì mình phải chi. Chi là mình biết, chi túc là biết đủ, còn chi ân là biết ơn. Ơn cha mẹ thầy tổ, ơn tam bảo Phật pháp tăng, ơn quốc gia xã hội. Có rất nhiều những cái người đã có ơn với mình, có công ơn với mình. Thì trong cuộc sống này ai là những người có ơn với mình? Ai là những người có ơn với mình? Có rất nhiều người có ơn với mình, những cái người đã từng giúp đỡ mình về tinh thần, về vật chất. Thì mọi người có ơn, tri ân cha mẹ, báo ân bằng cách hiếu thảo cha mẹ, tri ân thầy tổ, phải chiêm năng học tập. Những cái vị thầy đã dạy dỗ cho mình về chữ, dạy cho mình về kiến thức thế gian, được gọi là thầy tổ, tổ sư. Tri ân tam bảo về thực hành lời Phật dạy, để tam bảo Phật pháp tăng dạy cho mình cái con đường đi đến giải thoát. Tri ân quốc gia xã hội là phải đóng góp công sức xây dựng xã hội, bảo vệ quốc gia xã hội. Ví dụ như là mình phải đi làm thì mình phải nộp thuế, đấy là tri ân về quốc gia xã hội này. Mình mà trốn thuế là mình sẽ là cái người vong ân. Thì tri ân là thế, vong nghĩa là mình quên mất không có nghĩa là quên mất, chẳng nhớ ai là cái người đã giúp mình lúc mình khó khăn, người giúp đến khi thành tựu rồi quên hết luôn. Thì đấy nó gọi là người tri ân, thì sẽ được những cái phước lành, tri ân được phước lành cao thượng như được mọi người khen ngợi, được mọi người yêu quý, được tiếng tốt đồn xa, khi cần thì được mọi người giúp đỡ, được chư thiên hộ trì và thường gặp những điều may mắn. Những người tri ân là như thế. Nhưng bây giờ là một cái người cha mà có rất nhiều tài sản, mà đến lúc mà ông chết thì ông sẽ cho đứa nào thừa kế? Cho cái đứa mà nó không có nhớ, không có biết ơn gì cả. Nhưng bây giờ mình cho ai một cái gì đó mà lần sau ấy mình khó khăn mình đến mình xin, người ta sẽ giúp đỡ lại mình, thì có nghĩa là người này có ơn, có biết nhớ ơn. Hoặc là mình đã từng giúp ai cái gì, khi là gặp người đấy người ta sẽ rất là quý hóa, thì biết là người này là biết ơn. Thì lần sau này người ta mà cần giúp thì mình lại giúp tiếp. Còn nếu mà hôm nay gặp khó khăn mình giúp, xong là mai mốt mình gặp khó khăn đến nhờ một tí em bị nó mắng cho một câu về ấm ức, mai mốt nó gặp khó khăn nó lại đến nó nhờ giúp, có giúp đâu, cho mày chết luôn. Thế thì khi mà một cái người mà vong ân là sẽ bị như thế. Vong ân thì có được một lần thôi, lần sau thì đi nhờ người khác. Thì cũng vậy, cái người nào mà biết ơn rồi thì sẽ thường gặp thì sẽ được gặp những người, những cái điều may mắn. Ví dụ như là cái đứa con nào nó cứ hay đến, nó cứ thường xuyên đến thăm, rồi thăm nom quả cáp cho bố mẹ, mai mốt có cái nhà to này để di chúc lại cho con nhá. Còn cái thằng mà quả năm cả tháng không bao giờ thăm hỏi thì mai mốt có di chúc cho nó. Thế thì những cái đứa nào mà nó biết nhớ ơn ấy, nó biết tri ân ấy, thì là sau này nó dễ được thừa hưởng những gia tài. Thế thì
tất cả trong mọi cái pháp khác vậy. Ví dụ như là có những cái ông thầy mà ông truyền dạy những cái đạo lý hay là những cái bí kíp hay là những cái bí quyết gia truyền đấy. À, thì ông bảo là có những cái này gọi là những cái pháp đặc biệt nhất mà mình phải truyền lại cho những cái đứa nào đáng truyền. Thì bắt đầu phải quan sát xem những đứa nào đáng truyền đấy. Những cái đứa nào mà bây giờ nó vừa mới lớn lên một cái là bắt đầu nó không còn tôn trọng nữa thì mà có chuyện thôi. Như thế, ví dụ như là ông thầy ông rất là giỏi về võ công, sau này ông phải truyền cho những cái đứa nào mà nó phải có đức hạnh nhất, thì những cái người mà biết tri ân là cái người có đạo đức nhất ở trên đời. Vậy cái người nào mà cái người vong ân là cái người vô đạo vô đức nhất, cái người mà biết nhớ ơn là cái người có đạo đức mà. Cho nên là những cái người đấy sẽ gặp những cái điều may mắn nhiều hơn, được cái sự giúp đỡ nhiều hơn, thì cái phước lành nó sẽ đến ở những cái người mà biết tri ân, tức là biết nhớ ơn, biết báo ơn. Cho nên là hay gặp những cái điều may mắn, những cái phước lành, tri túc và tri ân. Đúng thời nghe chánh pháp, phước lành nghe pháp đúng thời. Thế nào là nghe pháp? Nghe pháp là cái gì? Nghe pháp ở đây có ba hình thức, là nghe pháp từ một vị pháp sư thuyết giảng. Pháp ở đây là pháp thuyết giảng những cái đạo lý, những cái đạo lý ở cõi, những cái đạo lý ở thế gian và những cái đạo lý giải thoát, những cái đạo lý dạy về những cái thế gian này, những cái việc này việc nào tốt, việc này việc xấu, việc này việc thiện, việc này việc ác, việc này nên làm, việc này không nên làm. Cái đạo lý giải thoát là những cái đạo lý là dạy mình phải tu tập như thế này, phải tu luyện bằng những cái cách thức như thế này để đi đến cái sự đoạn trừ tham sân si, đến giải thoát. Thì đấy được gọi là pháp. Thì có những vị pháp sư thuyết giảng pháp, tự mình nghiên cứu trên sách vở, đấy cũng là pháp. Hỏi đáp về Phật pháp với những người có trình độ về Phật học và pháp hành, đấy cũng là Phật pháp. Thì đúng thời nghe chánh pháp là làm sao? Làm sao là đúng thời nghe pháp? Thế nào là nghe pháp đúng thời? Nghe pháp đúng thời là đến giờ giảng pháp thì mình đi nghe pháp, đấy là nghe pháp. Có cơ hội nghe pháp thì nghe pháp. Lâu lâu mới gặp những bậc có ví dụ lâu lâu mình mới gặp những bậc pháp sư về thuyết pháp thì mình đi nghe pháp, hoặc là mình đang có những hoài nghi khúc mắc nên phải đi nghe pháp. Thế thì nói là nghe pháp đúng thời, thì đúng những cái lúc mà mình cần nghe, nghe đúng cái pháp mà mình cần nghe, thì đấy được gọi là, cũng được gọi là nghe pháp đúng thời. Có những cái pháp mình biết rồi, có những pháp mình chưa biết rồi, những cái pháp mà nó phù hợp với cái tâm của mình thì nó gọi là nghe pháp đúng thời. Nghe pháp đúng thời thì được những cái phước lành cao thượng, được tăng trưởng trí tuệ, giảm bớt phiền não. Khi mình nghe pháp nhiều thì mình sẽ thích làm việc thiện, mình ghê sợ việc ác, nhàm chán khổ đau sinh tử và mong muốn chứng đắc niết bàn. Khi mà mình nghe pháp thì nó sẽ sinh khởi lên những cái tâm như vậy. Nghe pháp thì nó, thì khi đấy nó gọi là cái người nào mình nghe pháp đúng thời là thế. Hoặc là mình có thể đặt ra cái lịch trình là để mình học pháp hoặc nghe pháp. Mình đọc trong một ngày cái giờ này là giờ nghe pháp, hoặc là giờ này là cái giờ mình nghiên cứu về giáo pháp, tự mình nghiên cứu giáo pháp. Đấy cũng là một, nghe pháp có nghĩa là văn tuệ, có nghĩa là mình bằng cái cách là mình tự học hoặc là mình nghe người khác giảng dạy. Đó là quả là hàng ngày hoặc là có lịch trình hàng tuần, hàng tháng mình nghe pháp như thế. Nếu mà không nghe pháp, lâu ngày mà không nghe pháp thì dần dần cái niềm tin của mình về giáo pháp nó sẽ bị mất đi. Dần dần cái tâm hướng thiện nó sẽ mất đi, và cái tâm nó sẽ trở nên ô nhiễm, nó trở nên hạ nhiệt. Cái tăng nó mất đi cái trí tuệ, nó mất đi cái phân biệt về thiện ác chánh tà. Cái tâm cái chánh kiến nó mất đi thì cái tà kiến nó sinh lên nhiều. Cái người nghe pháp nhiều thì nó sẽ tăng trưởng chánh kiến, tăng trưởng chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định,
chánh trí và chánh giải thoát nó sẽ tăng trưởng. Còn những người nào mà không nghe pháp thì nó sẽ tăng trưởng tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, tà trí, tà giải thoát nó sẽ sinh ra, cái người đọa lạc. Thì cái nghe pháp là như thế, nó sẽ được những cái phước này cao thượng, từ thấp đến lớn. Cái đầu tiên từ cái để cho mình hiểu biết được cái con đường đúng, sau đó mình sẽ thực hành con đường đúng và mình sẽ thành tựu được những cái điều cao thượng. Đấy là cái phước lành của nghe pháp đúng thời. Rồi đến phần này đến bài sau học tiếp. Itame punyam asavakasam vahamodu Itame punyam nibbanasa pachayo hotu mamma punyabhaga sabbasatthana pachemi te sabbe Dhammam punya bhagam dhammam tu sa.